Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Như Hiền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của đài Lido Sài Gòn TV ngày hôm nay, ngày thứ Bảy, trên băng tần của đài Lido Sài Gòn TV 56.10 trên trang nhà lidosaigontv.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên Facebook và YouTube. Ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày cuối tuần, ngày 4 tây tháng 6 năm 2022. Một lần nữa thì Lê Thái và Như Hiền gửi lời chào đặc biệt đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Hiền. Cảm ơn Lê Thái. Chào Lê Thái. Wow. Một ngày hôm nay, Nhi Huyền kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình Cà phê sáng và thứ Bảy, Chủ nhật là quý vị lại gặp Nhi Huyền với Lê Thái. Thì hôm nay Nhi dành một ít thời gian, Nhi Huyền với Lê Thái sẽ dành một chút thời gian để cảm ơn tất cả những quý vị đang ở trên YouTube cũng như là Facebook và cũng như là của đài Little Sài Gòn TV đã comment và có những cái tương tác với là đài, với Nhi Huyền và Lê Thái, và cũng những cái lời khen và bên cạnh đó cũng có những cái lời góp ý và bảo vệ nữa. Có những khán giả ở Canada, rồi ở Như Cẩm Vân, rồi có những người tên Nguyễn hay Thiện, tức là rất là nhiều người ở trên đó ủng hộ Như Huyền và Lê Thái. Thì Như Huyền và Lê Thái rất cảm ơn rất là nhiều. Và có những cái ý kiến của chị Cẩm Vân cũng đã nói là đi ra ngoài để mà quay, thì cái đó tương lai cũng sẽ có. Nhưng mà chưa trong thời gian gần, tại vì đài chưa có điều kiện. Chưa có điều kiện, với lại chị em của chúng tôi thì cũng công việc rồi gia đình nữa. Thành ra là nếu mà sắp xếp một cái chương trình để mà quay ở ngoài outside, ngoài trời đó, thì cũng phải sắp xếp rất là nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng tương lai thì chương trình Cà phê sáng của tuần sẽ có một vài buổi để chúng tôi cũng sắp ra ngoài, sắp chúng tôi từ tổng sắp của mình đi ra ngoài để mà quay chương trình cho nó có một cái không khí mà nó vui gọi là sao, mới lạ hơn, vui hơn. Và cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần cùng với lại Như Huyền và Lê Thái trong suốt thời gian vừa qua, và ủng hộ chúng tôi và có những lời động viên giống như chị Lưu Như Huyền nói. Và kính thưa quý vị, chương trình Cà phê sáng cuối tuần thì Lê Thái và Như Huyền vẫn gửi đến quý vị những cái thông tin mang cái tính chất giải trí và quen thuộc, rất là hữu ích cho đời sống của chúng ta. Và cái thông tin đầu tiên Lê Thái gửi đến quý vị là một cái thông tin của một người đàn ông ở California, thưa quý vị. Cái người đàn ông này đặc biệt là Lê Thái nhắc đến cái người đàn ông này thì bởi vì anh là một trong những cái người thật sự là khi mà đọc cái topic, cái title của cái tin này thì em vô cùng bất ngờ. Tại vì nếu như mà chúng ta đã bị, trong đời chúng ta bị một lần bị rắn độc cắn thôi thì có thể là chúng ta sẽ bị tử vong, sẽ chết, đúng không chị? Nếu như chúng ta không được cấp cứu kịp thời cũng như là có những cái huyết thanh để mà chữa cái nọc độc đặc trị của loài rắn đó thì rất khó mà chúng ta qua khỏi. Như người đàn ông này, thưa quý vị, đã để cho những cái con rắn này nó cắn hơn 200 lần rồi. Và tại sao như vậy, thưa quý vị? Và trên màn ảnh thì quý vị xem hình ảnh của anh thợ máy 53 tuổi đến từ bang Wisconsin của Hoa Kỳ. Hiện nay thì anh là giám đốc của tổ chức bò sát công ty nghiên cứu vaccine Centivax ở California. Và công ty này đang tìm cách để sản xuất hợp pháp các chất kháng nọc của mọi loại rắn nguy hiểm nhất trên thế giới. Và kính thưa quý vị, trước khi mà anh này bắt đầu vào cái công việc mà gian nan này, thưa quý vị, thì anh Phi AD này chỉ là một cái nhà sưu tập rắn nghiệp dư. Và lúc còn khi mà anh còn là học sinh trung học đó, thì anh thường hay lang thang khắp ở những cái vùng đất của Wisconsin để mà tìm những cái con rắn độc, những cái con rắn độc cực nhẹ thôi, thưa quý vị. Và anh cho nó cắn vào tay của mình. Và anh cũng rất là cẩn thận, khi mà anh đem về anh pha loãng cái nọc độc của những cái con rắn này ra cho nó loãng đi, rồi anh tự tiêm vào cái cơ thể mình có nhiều lần. Và nhờ đó thì anh đã có kinh nghiệm qua từng cái nhát cắn của những cái loài rắn. Và cho đến ngày hôm nay thì anh đã tham gia vào cái đội ngũ, có nghĩa là nghiên cứu về tất cả các loại nọc độc
cổ rắn ở Hoa Kỳ, cũng là một trong những cái chuyên gia nổi tiếng về rắn độc của Hoa Kỳ của chúng ta. Và anh đã để cho rắn cắn hơn 200 lần trong cái suốt cuộc đời của mình cho đến tính đến ngày hôm nay. Wow. Bất kể đó là những cái loài con rắn mang cái độc khủng khiếp thưa quý vị, giống như là rắn hổ mang, rắn mamba, rắn lục, rắn taipan, rắn đuôi chuông hay là rắn cặp nông, cặp niên, thì anh này đều sẵn sàng chìa tay ra trước răng nanh của chúng để cho chúng cắn để mà thử nghiệm. Thì còn trong cái quá khứ thì anh này thưa quý vị cũng đã từng bị những cái nhát cắn chí mạng và khiến anh mà thập tử nhất sinh luôn và nằm hôn mê hơn 4 ngày. Và khi anh tỉnh lại thì cái nhiệt huyết của anh trong cái người của anh vẫn thôi thúc là tôi vẫn muốn làm cái công việc này. Và từ đó thì anh mới muốn là mình phải bắt đầu vào cái công việc mà nghiên cứu những cái nọc độc của con rắn này để tìm ra những cái huyết thanh để mà chữa những cái loài nọc độc rắn này ở khắp tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ. Và từ đó thì anh là cộng sự của Glenview, của công ty Centivax thưa quý vị, và anh tạo ra một cái cuộc cách mạng hóa sử dụng những cái kháng thể của chính bản thân của mình và nhắm vào cái miệng liên kết với protein mà những loài rắn nguy hiểm nhất nó có. Và từ đó thì trong cơ thể anh đã tự động nó tiết ra một cái loại kháng thể rất là đặc biệt, và cái kháng thể đó nó có tên là Senti-LNS-D9 và vô hiệu hóa toàn bộ cái nọc độc của rắn hổ đất, rắn mamba đen, rắn cặp nia biển môi vàng, rắn hổ mang Ai Cập, rắn hổ mang Cáp, rắn hổ mang Ấn Độ và rắn hổ mang Chúa. Và sau cái thời gian vừa qua thì anh cũng nói là anh cũng muốn phấn đấu trong cái công việc này cùng với tất cả các nhà khoa học để mà 3 năm nữa hoặc là hơn nữa thì anh sẽ đưa ra cái thị trường cũng như là đến những cái vùng đất quê của những cái tiểu bang xa nơi có những cái con rắn mà độc nhất của nước Mỹ cũng như của hành tinh, thì có thể là anh sẽ cung cấp được một cái loại huyết thanh đặc biệt để mà cho chữa được tất cả các loại nọc độc của những cái con rắn đó ở khắp mọi miền quê của đất nước Mỹ. Đúng là một cái hy sinh rất là lớn. Dạ, vâng. Cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là mùi chanh thưa quý vị. Quý vị thường uống chanh là quý vị chỉ có vắt cái nước chanh thôi phải không quý vị? Quý vị xài thôi, nhưng mà quý vị có biết rằng là cái vỏ chanh, cái vỏ trắng nè, rồi cái vỏ ở ngoài, rồi cái hột chanh nó rất là tốt thưa quý vị. Thì hôm nay Nhi đưa cho quý vị những cái lợi ích về những cái vỏ chanh là ăn nguyên cả trái chanh luôn thưa quý vị, không có chỉ ăn nước không. Tại vì nó có rất là cái nhiều cái lợi ích và những cái benefit mà rất là amazing thưa quý vị. Thì đó là sẽ đưa qua một cái trái chanh thưa quý vị. Thì trái chanh quý vị thấy cái vỏ bên ngoài, rồi cái vỏ trắng nữa, rồi ở trong á, cái xác của chanh và cái hột nữa là ăn hết cả trái chanh thưa quý vị. Thì đây là được nghiên cứu từ bác sĩ Dr. Eric Bird. Ông ta là một cái người rất là nổi tiếng, và ông ta đã nghiên cứu về những cái sức khỏe và những cái thức ăn. Thì ông ta đã nói rằng là vỏ chanh nó có thể có vitamin gấp 5 đến gấp 10 lần so với nước chanh thưa quý vị. Nó chứa vitamin C nè, vitamin A nè, rồi có chứa kali và tất cả những cái loại chất ở trong đó, và nó có thể chống ung thư, nó có thể giảm cholesterol. Vỏ chanh là làm cho cái sức khỏe của mình tốt hơn và chống già nữa thưa quý vị, làm trẻ hơn nữa, và ngoài ra là giúp ngăn ngừa ung thư. Đây là một trong những cái điểm rất là quan trọng. Việc tiêu thụ vỏ chanh là biện pháp phòng ngừa chống lại sự phát triển của các loại ung thư khác nhau như là ung thư vú, ung thư ruột, ung thư da, và điều này đã nghiên cứu và đã được chứng minh rất là rõ ràng, và cải thiện sức khỏe xương nữa thưa quý vị, và bên cạnh đó cũng giảm mất cholesterol. Và trong đó những ai mà có fatty liver, có nghĩa là cái thận đó, nó bị nhiều cái chất béo ở trong, thì cũng giảm chất béo rất là nhiều, và trong đó có bị sạn thận nữa thưa quý vị, và có nhiều vitamin C, có nhiều collagen, và là quý vị biết collagen là làm cho da của mình rất là đẹp hơn rất là nhiều. Và nên mà khi sử dụng vỏ chanh thì quý vị nhớ sử dụng hết cả trái chanh luôn thưa quý vị. Thì cái trái chanh có thể làm cái gì? Quý vị có thể sử dụng khi mà xay trái chanh thì dĩ nhiên nó sẽ rất là đắng với làm berry thưa quý vị, nó rất là tốt làm smoothie. Rồi sau đó quý vị đừng có dùng đường. Nếu mà ai dùng đường á, thì sử dụng đường quen rồi thì bỏ đường ít thôi. Nhưng mà Nhi sẽ nói cho quý vị biết là cái đường nó rất có hại cho cái cơ thể, cho sức khỏe của mình. Thì thay vì đường, quý vị sẽ dùng một cái loại đường mà cái đường tự nhiên nó làm bằng thực vật, đó là stevia thưa quý vị. Cái đường này nó làm bằng thực vật. Quý vị nếu như không có thời gian để nói ra để mà chỉ như quý vị dùng cái chữ này, quý vị search thì sẽ đây một cái loại đường nó thay cho đường, nhưng mà rất là tốt thưa quý vị. Và bên cạnh đó quý vị xay với là blueberry hoặc là blackberry thì nó ra một cái yogurt với là chanh.
thì nó đỡ bị đắng. Đây quý vị biết là khi mà uống cả cái trái chanh thì nó rất là đắng, phải không quý vị? Thì nó rất là khó uống, nên bỏ một tí cái loại đường đó vô, cái stevia vô thì nó sẽ ngọt hơn, nó làm ra một cái loại yogurt như vậy, và uống rất là tốt vào mùa hè và cũng tốt cho sức khỏe nữa. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền. Đây là một trong những cái thức uống mà chúng ta nên áp dụng và chúng ta nên sử dụng hàng ngày ở trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tại vì em thấy là những cái loại thức uống giống như yogurt hay là lemonade hay là những cái thức uống mà juice nó làm từ những cái trái cây hay là những cái lá này nọ. Hồi nãy ở trên màn ảnh thì em cũng thấy là chị Như Huyền có xuất một cái hình ảnh, đó là cái lá min hay là cái lá húng lủi á. Cái stevia nó không phải là một cái lá, nó là một cây thực vật mà nó có đường ở trong thôi, nhưng mà là thực vật đường. Dạ vâng, đây là một trong những cái cây mà chúng ta thấy là nó cũng có ích lợi cho sức khỏe. Cái đó là cái trang trí, cái này là gì? Lá húng lủi tức là trang trí thôi, còn cái cây này nè là nó làm ra cái loại đường stevia này. Thưa quý vị, thì cái loại này nó thay cho những người mà bị bệnh tiểu đường hoặc là không được uống đường, tại vì mình tiêu thụ đường nó rất là không có tốt. Chính vì vậy cái này là thay đường. Thưa quý vị, quý vị lên trên Amazon hoặc tất cả mọi nơi search ra thì sẽ thấy cái loại đường này. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền. Và kết thúc quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc phần 1 Cà Phê Sáng cuối tuần. Như Huyền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần cùng với Như Huyền và Lê Thái. Và kính thưa quý vị, phần này là phần 2, và cũng giống như thường lệ thì trong phần 2 này thì bên phòng kỹ thuật sẽ cho quý vị cũng như là Lê Thái và Như Huyền được xem một cái video, và chúng ta có thể mà chúng ta sẽ bàn luận về những cái video này. Và quý vị nào mà có ý kiến nào đóng góp tích cực hay là tiêu cực thì cũng được. Quý vị muốn bình phẩm về cái video này thì cũng comment ở dưới để cho Như Huyền và Lê Thái được biết. Và trước khi mà mở cái video này thì Lê Thái có một cái tờ giấy đây, Lê Thái cũng không biết được cái nội dung ở trong, và em và chị Như Huyền sẽ bắt đầu mở ha. Và xin mời quý vị. Đầu tiên thì tờ giấy này là có nội dung là đoạn video sắp tới đây trích từ hãng thông tấn giải trí Inside Edition về một người đàn ông muốn chứng minh vợ của mình có quá nhiều giày hơn cần thiết. Đây là một cái video của một cái hãng thông tấn giải trí rất là nổi tiếng, đó là Inside Edition, về một cái người đàn ông muốn chứng minh vợ của mình là có quá nhiều giày ở trong cái tủ giày mà không cần thiết. Thì bây giờ Lê Thái và Như Huyền sẽ bắt đầu mở video. Xin mời quý vị cùng coi nha. We got a bet with mom. This man set out to prove that his wife had way more shoes than she let on. Robert bet his wife that she had 100 pairs of shoes. He waited until she was out of town to collect his evidence. Brock and I have done some excavating of her closet, and here are the results. Shoes were neatly lined up around their home, perfect for counting. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. All types of footwear lined hallways, went around corners, and marched downstairs. Wow. 67, 68, 69. With this many shoes, there's no wonder why he lost track. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Video đang loading. Thoạt đầu thì xem cái video này thật sự là chúng ta vẫn chưa biết kết quả là nó bao nhiêu, đúng không chị Như Huyền? Bao nhiêu đôi, nhưng mà như lúc đầu nói là 150 mấy đôi, đúng không? 150 mấy đôi, đúng không? Dạ vâng. Khi mà quý vị mà theo dõi cái video này của người đàn ông này thì thấy là đây là một cái anh chàng cũng khá là trẻ cũng tuổi hơi, nha. Trẻ tuổi mà cũng hơi là vui á, hơi vui tính nha. Và em đang thắc mắc là cái người mà cầm cái máy quay mà quay cho anh là ai? chắc là con hoặc là bạn chứ vợ thì không rồi đó. Dạ vâng, chắc chắn là sẽ không phải là người vợ. Và nếu như mà thật đầu thì quý vị xem cái video này thì như là chị Như Huyền hay là quý vị thì chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào về cái video này? Đối với Như không có ngạc nhiên thôi quý vị, như có nhiều hơn như vậy nữa. Wow. Thành vì anh chàng này lấy ra 157 mấy đôi hoặc 150 đôi vậy đó, thì so đó nó vẫn còn
vẫn còn ít mà đàn bà mà quý vị, mỗi cái đôi giày, mỗi bộ đồ nó phải có một cái đôi khác nhau chứ, đúng không? Dạ vâng. Vợ em cũng vậy đúng không? Dạ vâng. Và trước khi mà bàn thêm cái này nữa thì Lê Thái và Như Huyền sẽ mở cái tờ giấy này đúng không? Uh-huh. Chúng ta sẽ mở tờ giấy còn lại của bên phòng kỹ thuật đưa cho chúng ta. Anh chị đoán thử là tổng giá trị của 133 đôi giày đó là bao nhiêu? Và cô vợ có bao nhiêu bộ quần áo để kèm theo 133 đôi giày? Wow! 133 đôi giày. Đây là 133 đôi giày. Thì nếu như mà theo cái câu hỏi này là tổng giá trị của 133 đôi giày đó, thì thật sự là nếu như mà chúng ta đoán thì rất là khó biết, tại vì nó rất là có rất là nhiều hãng. Uh-huh. Và có những cái đôi giày, thưa quý vị, nó rẻ lắm là mấy chục đồng, cao cũng là vài trăm đồng, mà cao lắm cũng vài ngàn đồng. Yeah. Cao lắm cũng vài ngàn đồng, và có những cái đôi lên đến mười mấy, hai chục ngàn là cái chuyện bình thường. Đúng rồi. Tùy cái đôi giày tùy đó. Theo cái đôi giày, mà tại vì ở đây thì tại vì cái màn ảnh của cái camera của anh nó lướt đi quá nhanh, thật ra là chúng ta không kịp được xem được cái hiệu của đôi giày đâu. Nhưng mà theo như Lê Thái và Như Huyền thấy là 133 đôi giày này á, thì cô vợ có bao nhiêu bộ quần áo? Thì nếu như mà em thêm định nghĩa nha. Uh-huh. Thường á, người ta mà mua giày đó, thưa quý vị, là mình mua giày để mình có thể mình mặc á, matching với lại những cái bộ đồ. Yeah. Và rất là nhiều bộ đồ để chúng ta mặc hợp với đó. Thí dụ màu đen thì nó hợp với lại những cái bộ đồ màu trắng hay nào. Riêng cái giày màu đen thì chúng ta mặc hợp rất là nhiều cái bộ đồ. Đúng rồi. Còn với nhiều màu khác nữa thì thật sự đây là một cái câu hỏi rất là khó để mà Lê Thái và Như Huyền biết được là có bao nhiêu cái đôi giày, có bao nhiêu cái bộ đồ của cô. Và quý vị nào, chúng ta suy nghĩ về cái video như này. Này như thế nào? Theo Nhi á, là Nhi biết á, là cái bộ đồ của cô gái này at least phải có hơn nhiều hơn là cái đôi giày cô ta có, từ quý vị. Tại vì cái đôi giày đôi lúc một đôi nó có thể mang được cho nhiều bộ đồ, nhưng mà đa số con gái, theo Nhi thôi, chứ không phải là, thì cái tâm lý của những người con gái mua đôi giày á là mua một bộ đồ hoặc là mua bộ đồ thì phải mua đôi giày đó đi kèm khác đôi giày nhà, thôi cũ quá rồi, mang rồi mình đi lên lại chán quá. Thật sự là cũng trong dịp ngày hôm nay khi mà phát cái video này á, thì Lê Thái cũng muốn chia sẻ cho quý vị là nếu như mà ở nhà đó, mà gia đình em cũng như vợ em mà phàn nàn gì về Lê Thái á, có nghĩa là giày Lê Thái rất là nhiều. Em mua rất là nhiều giày, Lê Thái mua nhiều giày lắm, thưa quý vị. Có nhiều đồ giống như quý vị cũng vậy, có một số quý vị cũng thích đam mê một cái số cái vật dụng nào đó trên cơ thể của mình, thí dụ như quần áo, dây nịt, dây beo, hoặc là đồng hồ, túi xách, hoặc là giày dép này nọ, vớ chẳng hạn, hay là đầm đìa này nọ. Thì mỗi người có mỗi cái sở thích riêng, đúng quý vị. Và riêng Lê Thái thì ngoài quần áo, dây beo, tất cả mọi cái dây đeo này nọ, thì Lê Thái rất là thích mua giày, đặc biệt là những cái đôi giày mà cái màu sắc nó lạ. Yeah. Tại vì em thì sau cái giờ mà Lê Thái mặc một cái những cái bộ đồ suit như thế này, hoặc là những mặc những cái áo sơ mi như thế này, thì khi mà quý vị nào mà đã từng bất chợt mà gặp Lê Thái ở ngoài đời rồi, rất là nhiều quý vị khán giả đã gặp Lê Thái ngoài đời và là C2 Lê Thái cũng rất là vui, và cũng là thấy cái phong cách Lê Thái mặc đồ là hoàn toàn khác hẳn với lại phong cách mà khi mà lên đài, có nghĩa là em vẫn chọn cái phong cách thể thao trẻ trung. Đúng và rồi. Nó hợp với lại cái giới trẻ hiện nay thì mình mới cảm giác mình tự tin được. Và em rất là nhiều giày. Thành ra chị Như Huyền mà nói là 133 này, đôi giày này, đối với chị Như Huyền là không nghĩ để. Là quý vị biết rồi đó. Giày của Nhi bây giờ phải đem đi bán lại luôn, chứ quá nhiều, thì quý vị nói quá nhiều đây. Nhưng mà theo cái cách chúng ta phân tích đó, là ông chồng này á, thì theo cái cách mà quý vị suy nghĩ về cái anh chồng này đó, thì ảnh quay video như vậy với lại hình thức là ảnh khó chịu, hay là ảnh vui, hoặc là ảnh trong cái khó chịu cũng có cái vui, hoặc là ảnh muốn show cho mọi người thấy là trời, vợ tôi mua sắm tốn tiền như vậy đó, làm cho cái đó là cái nỗi khổ của những người đàn ông. Đôi lúc có những người đàn ông, người ta rất là khổ sở với những cái cô vợ mà mua đồ mà không có mặt. Tại vì em đã từng ngồi ở trong cái quán cà phê và em nghe những cái ông nói chuyện bàn với nhau á. Có nghĩa là có những cái bà đi vào trong mall, đi shopping thôi quý vị. Mua đồ về mà đến chừng mà lâu lâu mở ra, ủa cái này là ở đâu vậy? Tôi mua hồi nào tôi không biết luôn. Có nghĩa là mua vẫn đồ không thác luôn. Vẫn không biết, vẫn không đụng đến nó. Thành ra là đôi lúc thì đây là một cái video mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta có điều kiện về kinh tế, nhu cầu về ăn mặc, thì cái video này đối với những cái người mà hay mua sắm là chuyện bình thường, đúng không chị Như Huyền? Yeah. Còn đối với những người mà chúng ta cơm áo gạo tiền, hoặc là chúng ta phải trang trải cái tiền hàng ngày, tiền nhà, tiền ăn uống, tiền sinh kế, sinh nhai này nọ, con cái, vợ chồng lo cho gia đình, thì chúng ta nếu mà bị mắc cái chứng bệnh này đó, thì chắc chắn là phải chữa. Bị coi như là bị coi gọi là bankruptcy các bạn. Bankruptcy. Có nghĩa là tìm bao nhiêu để dành là mua quần áo, mua giày dép, thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy là không nên, đúng không chị Như? Đúng rồi, mà tùy theo mỗi sở thích thôi quý vị, tùy theo cái budget, tùy theo cái finance, tùy theo cái tiền của mình thì sắm. Thì cái anh chàng này như nghĩ là
anh chàng này vui thôi, để nó đem ra để mà trêu vợ mình, đúng không? Dạ vâng, và quý vị nào đang theo dõi chương trình thì quý vị có thể mà comment ở dưới cho Nhi, Huyền và Lê Thái được biết là quý vị có cùng sở thích với cô vợ này hay không, hoặc là quý vị suy nghĩ như thế nào về cái cách mà mua sắm của cô vợ này, và có những cái ý kiến đồng thuận hay là không đồng thuận, hoặc là chúng ta phản bác, và có những cái lý lẽ, lý do nào chúng ta có thể đưa ra để mà có thể mà chia sẻ cùng với lại Nhi, Huyền và Lê Thái. Riêng Lê Thái thì Lê Thái thấy một cái vấn đề này thì trong cái bình thường nó có cái không bình thường, trong cái không bình thường nó có cái bình thường, có nghĩa là tại vì ngay lọt ngay đúng ngay Nhi, Huyền và Lê Thái là hai người cũng có chuyện thì gì mà thấy chịu, có vẻ là quá chịu chi chịu chi đấy. Quý vị cũng thấy cái video, theo cái video mà theo cái chứng thực, cái chứng minh là cái nhà của anh chàng này cũng quá rộng, thật là cũng thuộc dạng là có tiền, đúng không? Thì vì cô gái này mà cô vợ có thể là làm rất là nhiều tiền luôn, sao đâu biết được, phải không? Và hy vọng rằng không biết là cái video sau hay là cái gì chúng ta có biết được là cái con số chính thức mà cái bộ quần áo để đính kèm theo cái những cái đôi giày này của cô vợ là bao nhiêu, mà em nghĩ là chắc cái tủ quần áo khủng khiếp hơn như vậy. Cũng khủng khiếp thì thôi, có thể là nhiều hơn nữa thôi. Giày dép mà đã như vậy rồi thì quần áo sẽ khủng khiếp hơn như vậy nữa. Và tổng giá trị của 133 đôi giày này bây giờ Lê Thái và Như Huyền đổ đồng đi, cho là cái giá trung bình là, nếu mà giày nữ đi nha, thì cho trung bình 100 một đôi đi. 100 mà chưa kể nếu mà có chơi hàng hiệu. Dạ, chưa kể hàng hiệu nha, Lê Thái cho nó là cái giá đổ đồng, có nghĩa là giá mà chúng ta coi lại cái giá bình dân đi. Cái giày nữ là khoảng chừng 100 đồng đôi thôi, là giá giá bình dân luôn đó. Giá bình dân thôi nha. Thì là 133 đôi, chúng ta nhân lên 100 là 1330. 1330 hoặc 1.400 cỡ đó là cái giá 100 thôi nha quý vị. Có 10 đôi, 10 đôi là hết là ngàn mấy rồi. Mười mấy ngàn. Dạ, mười mấy ngàn, mà 13 ngàn. Mười mấy ngàn thưa quý vị, hai chị em mình làm toán cũng giỏi vậy. Đúng không? 100 một đôi, 10 đôi là hết là 1 ngàn rồi đúng không? 100 đôi là hết là 10 ngàn rồi. Ở đây là 133 ngàn thưa quý vị. 133 đôi dài thưa quý vị. 133 đôi thì chúng ta có nhân lên khoảng 13.300 thưa quý vị. Đây là một cái video cũng khá thú vị trong ngày hôm nay mà Như cũng như là Lê Thái cũng như là đội ngũ kỹ thuật của Đài Liên Hoa TV muốn gửi đến cho quý vị trong phần 2 của Cà Phê Sáng Cuối Tuần. Và hy vọng rằng nó cũng sẽ khiến cho quý vị thú vị và thích thú, và có comment ý kiến nào thì có thể đặt ở dưới để mà Như Huyền và Lê Thái có thể tương tác với quý vị. Và quý vị ơi, quý vị giữ màn hình, Như Huyền và Lê Thái sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng Cuối Tuần ngày thứ Bảy ngày hôm nay cùng với Như Huyền và Lê Thái. Và chúng tôi tiếp tục ở phần 3 của Cà Phê Sáng Cuối Tuần thưa quý vị. Thưa quý vị, khi mà chúng ta mất đi, đối với một số người thì mất đi mới chết là hết đúng không? Một số người khi mà theo cái quan niệm tôn giáo là khi mà chúng ta mất đi thì linh hồn chúng ta sẽ được lên thiên đàng, hoặc là bên Phật giáo thì sẽ được lên Niết Bàn. Một số người người ta không tin, người ta không chấp nhận cái sự thật là những cái người mà người thân của chúng ta hoặc bản thân của chúng ta khi mà mất đi là chúng ta sẽ đi luôn. Nhưng mà người ta vẫn có hy vọng một cái ngày nào đó thì chúng ta sẽ được sống trở lại, hồi sinh trở lại. Và cái điều đó có thể xảy ra hay không? Theo như chị Như Huyền thì vấn đề mà chúng ta hồi sinh lại có xảy ra hay không? Nói tới điều đó cũng rất là khó biết thưa bạn quý vị. Theo cái luật pháp, theo cái religion á, thì mình tin điều đó theo đạo Phật với đạo Chúa, nhưng mà đôi lúc theo khoa học á chứng minh thì lại không tin. Dạ vâng, và ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin vô cùng đặc biệt thưa quý vị. Hiện nay thì một số nhà khoa học cũng như là một số công ty cơ quan của một số nước đã lên kế hoạch và đã bắt đầu bảo quản thi thể người ở nhiệt độ là -196°C để mà chờ ngày hồi sinh thưa quý vị. Cái vấn đề này khi mà chúng ta đọc cái tin này Lê Thái cũng rất là bất ngờ, tại vì chúng ta không biết là tương lai cái chuyện này nó sẽ diễn ra như thế nào và nó có làm được hay không. Và cái điều mà các nhà khoa học cũng như những người làm cái công việc này người ta có sẽ thực hiện thành công hay không. Nhưng mà trước mắt thì là con người người ta đang
cố gắng tìm kiếm một cái con đường để mà được sống mãi. Đây là một cái câu chuyện dường như nó cũ nhưng mà nó đã trong cái thời gian dài ở trong quá khứ cũng như trong những cái câu chuyện cổ tích cho đến ngày hôm nay thì người ta vẫn mong ước được hồi sinh. Tuy nhiên thì kính thưa quý vị, cho dù mà chúng ta tìm kiếm những cái suối nguồn hay là những cái hòn đá mà những cái nhà triết gia cũ người ta đã đưa ra, nhưng mà thật sự là chưa bao giờ chúng ta đạt được cái vấn đề mà bất tử trong quá khứ cho đến hiện tại và không biết là tương lai sẽ như thế nào. Nhưng thưa quý vị, không phải là không có hy vọng, bởi một số người ở trong một cái số công ty người ta đang làm cái phương pháp là đông lạnh bằng phương pháp đông lạnh người gần nhất, mà khi mà người ta đông lạnh này là có thể là con người chúng ta đang tiếp cận với cõi vĩnh hằng, nhưng có thể là trong tương lai chúng ta sẽ trở về lại với lại hiện thực trái đất là chúng ta được sống lại hồi sinh. Và theo một cái video của Leif Norgin giải thích quá trình mà đưa ai đó vào cái trạng thái đóng băng sau khi họ chết thưa quý vị, và họ được cái cung cấp oxy và máu cho đến khi họ bị đóng băng. Và trên màn ảnh đây là quý vị đang xem cái quy trình, cái liệu trình mà người ta đang xử lý với lại hơn 36, gần 40 cái thi thể của người mà để cho đóng băng lại. Với một cái liều thuốc là chống đông máu để giữ cho máu của những người này không đông lại thưa quý vị. Và từ đó thì các chuyên gia người ta sử dụng một cái loại chất chống đông của người để ngăn chặn các tinh thể băng hình thành, và nó làm tổn thương những cái mô trước khi mà cơ thể được đưa vào một cái thùng chứa nitơ lỏng cực lạnh với nhiệt độ là -196°C. Và ý tưởng này là một ngày nào đó thì chúng ta nghĩ rằng là sẽ có một cái công nghệ nào đó để mà làm đưa những người chết đông lạnh này sẽ sống lại với lại trở về lại với cuộc sống bình thường, sau đó thì chữa khỏi bất cứ thứ gì mà đã giết họ nhiều năm trước đó. Và nghe nhưng mà chúng ta nghe có vẻ như là một cái vấn đề vô cùng điên rồ ha. Nhưng mà cái công ty Leif Norgin này giải thích rằng thưa quý vị, thực tế là mọi loại tế bào đã được bảo quản thành công, và các thứ nghiệm với một vài loại động vật người ta cho thấy rằng là kết quả này nó đầy hứa hẹn. Ví dụ như là người ta đã đưa ra những cái chứng minh là cái dung đũa thưa quý vị đã được bảo quản lạnh và sống lại vẫn có những cái hành vi giống như mà chúng đã học trước đây, và cái buồng trứng của cừu đã được đông lạnh và cái ghép thành công. Trong khi đó thì một số người ta lại đặt niềm tin vào cái phương pháp đông lạnh này. Và một thiếu niên người Anh qua đời vì cái căn bệnh ung thư hiếm gặp vào mùa thu vừa qua đã gây xôn xao dư luận khi mà cô thắng một cái vụ kiện tại tòa án là có thể cho phép cô ấy được đóng băng theo ý muốn của mình khi mà mình qua đời. Và cái vụ kiện này đã được thắng thưa quý vị, và theo mong muốn của cha cô ấy thì cái cô bé 14 tuổi này cô được đóng băng được ở trong cái lồng đóng băng này vĩnh hằng luôn. Wow. Và mong muốn là sẽ được hồi sinh trong vài chục năm nữa hoặc là vài trăm năm nữa cũng được, nhưng mà cô muốn là cô không mất đi mà cái thi thể của cô vẫn được giữ, và ngày nào đó thì các nhà khoa học sẽ phải tìm ra tất cả mọi cái phương pháp để mà giúp cho con người khi mà qua đời rồi có thể hồi sinh trở lại. Wow, theo chị thấy cái tin này nó khủng khiếp đúng không? Chúng ta không nghĩ rằng mà trong tương lai thì cái vấn đề này nó được giải quyết, tại vì em nghĩ là sinh mạng con người, cơ thể con người khi mà đã mất đi rồi thì cái đó là do Chúa hay là do Thượng Đế đã sắp đặt rồi. Chúng ta đã có quyền mà chúng ta lấy lại cái sinh mạng của chúng ta đâu, đúng không? Mà khoa học bây giờ làm em nghĩ là rất khó, tái tạo ra rất là khó. Em nghĩ là rất khó khi mà đi cái hộp đã đi rồi làm sao nó về lại cái xác được. Rất là khó hơn khó, nhưng mà những nhà khoa học họ lại không nghĩ vậy. Cảm ơn Lê Thái tin rất là thấy cái tin đó cũng hơi sợ hả bảo tư quý vị. Cũng rất là hay ngày hôm nay. Và bản tin kế tiếp đó là một trong những cái bản tin về NASA thưa quý vị. Quý vị cũng biết là NASA có một trạm quan sát, thì họ liên tục quan sát những cái hành tinh của chúng ta diễn ra như thế nào, mặc dù tất cả mình đang đi ở dưới đây, cái đài NASA cũng có quan sát hết đó thưa quý vị, như nói chơi thôi. Thì thường thường NASA hay quan sát những cái chuyện gì xảy ra trên hành tinh của chúng ta, thì họ khám phá ra một cái đảo, đó là một cái nơi cái đó là volcano, là núi lửa đó thưa quý vị, gọi là Shark Canal thưa quý vị. Tại sao gọi là Shark Canal thì như sẽ giải thích cho quý vị biết, thì cái những cái con cá mập nó sống ở trong cái núi lửa này. Thì đây là một núi lửa Kawachi ở quần đảo Solomon, là một ngọn núi lửa dưới nước được mệnh danh là núi lửa cá mập. Sau khi một cuộc thám hiểm năm 2015, họ đã phát hiện ra cá mập sống ở bên đó. Và giờ đây NASA đã chia hình ảnh vệ tinh mới về cái phụ phun trào núi lửa của Shark Canal. Thì cái đảo này gọi là Shark Canal thưa quý vị.
Và như quý vị cũng biết thấy ở trên màn hình thì họ quan sát cái đảo nó nằm chút xíu ở đây thôi này thưa quý vị. Đài quan sát trái đất của NASA thì họ liên tục quan sát mỗi ngày như vậy. Thì họ đã bắt được một cái hình ảnh về những con cá mập ở cái đảo Solomon này. Và cái đảo này nó vẫn phun trào những cái ngọn núi lửa hàng ngày như vậy thưa quý vị. Núi lửa nằm ở quần đảo Solomon của Thái Bình Dương là những hình ảnh mới được NASA chia sẻ đã chụp được rất là rõ ràng ở vệ tinh Landsat 9 thưa quý vị. Và trong các hình ảnh chúng ta cũng thấy rằng là có những cái con cá mập ở trong, họ thấy những con cá mập ở trong đó nữa, và họ thấy được những cái núi lửa họ nó đã đổi màu, và những con cá mập này tự vì nó sống ở vùng núi lửa thành vì nó đổi cái gene của nó luôn để mà thích hợp với cái môi trường mà nó đang sống. Thì đài quan sát trái đất của NASA báo cáo rằng núi lửa này vẫn phun trào liên tục, và cư dân của hòn đảo đó nói rằng họ thường thấy hơi nước và tro ở vị trí gần núi lửa. Mặc dù là những ngọn lửa này nó hoạt động rất là mạnh, nhưng những con cá mập này quý vị nó vẫn sống ở gần nơi đó. Thì các nhà khoa học họ ước tính con cá mập này nó ở độ sâu 20 mét 65 feet dưới mực nước biển. Cơ sở của núi lửa kết nối với đáy biển trong khu vực đó là 75 dặm, và các nhà khoa học ở đây họ đã nghiên cứu những con cá mập này đang sống ở núi lửa năm 2015, và họ nói rằng những con cá mập này là những con cá mập đột biến thưa quý vị. Wow, cái con mà Megalodon này đúng không? Hình như là Carcharoth thì nó có cá mập này, họ không có nói đó là tên con những con cá mập của thời tiền sử thưa quý vị. Đây là một trong những cái con cá mập mà Lê Thái và Như Huyền cũng hay đưa đến quý vị trong chương trình bản tin cà phê sáng. Nó hiện tại ngay bây giờ luôn. Bây giờ người ta đang suy nghĩ là không, liệu là cái con cá mập này nó còn sống hay không, nó tồn tại không, cũng rất là ghê ha. Nó vẫn tồn tại thưa, tại vì cái núi lửa nó vẫn còn đang hoạt động, là cái NASA này nó mới chụp hình gần đây luôn thưa quý vị. Dạ vâng, và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin cũng khá đặc biệt trong ngày hôm nay. Đó là khi mà chúng ta đi vào những cái store, nhất là LV hay là Louis Vuitton hoặc là Chanel hoặc là Gucci thưa quý vị, đó là những cái đồ hiệu nổi tiếng. Thì trong cái thời gian mà Covid-19 nó đã diễn ra thì người ta hay thường là người ta bắt tất cả khách hàng get line và đeo khẩu trang để mà giữ khoảng cách xã hội, để mà đi vào từng người để mà xem trong cái store đó, hoặc là đúng là chúng ta mua hoặc là lấy appointment. Nhưng hiện nay thì vấn đề mà giãn cách xã hội nó đã hết rồi, nhưng tại sao mà chúng ta vẫn phải xếp hàng khi mua đồ hiệu thưa quý vị? Đây là một lý do mà rất là nhiều khách hàng người ta đang đặt ra trong mấy ngày vừa qua. Và thưa quý vị, cái nạn cướp cửa hàng đồ hiệu ở nước Mỹ có thể là cái nguyên nhân để mà khiến cho những cái store bán hàng này phải kiểm soát chặt cái lượng khách mà ra vào. Và trong cái thời kỳ cao điểm của đại dịch Covid-19 á, thì hầu hết là các nhãn hàng cao cấp yêu cầu người dân là phải mua sắm theo lịch hẹn để mà chúng ta giãn cách xã hội. Nhưng khi mà đã hạn chế được những cái đề phòng này rồi thì các thương hiệu lớn giống như là Louis Vuitton hoặc là Chanel hoặc là Cartier, hoặc là những cái cửa hiệu lớn hơn giống như là Gucci hoặc là Chanel á, thì ở thành phố như là Mỹ, New York, Chicago, Miami hay là San Francisco, Seattle hay California của chúng ta đều phải có những cái nhân viên tuần tra trật tự và giữ an ninh cho khu vực. Và từ tháng 2 vừa qua thì cửa hàng LV tại trung tâm mua sắm Winchester Mall ở New York đã bị cướp tấn công. Chính vì lẽ đó thành ra là các nhân viên người ta hiện nay thì người ta muốn cho khách người ta get line, nhưng để mà bảo vệ ký đó thì người ta không nói là tại vì cướp thành ra chúng tôi bắt mọi người get line. Nhưng một số chuyên gia về bán hàng người ta nói đây là một cái số trong những cái cách mà người ta sell, người ta kinh doanh, người ta làm cho cái sản phẩm người ta trở nên là có giá trị và giống như là nó thu hút người khác hơn, và nó làm cho người ta có mong muốn, người ta được khao khát mua sản phẩm nhiều hơn. Và đặc biệt thì nó làm cho người ta cảm giác là khó khi mua hàng, thì cái giá trị cái sản phẩm nó càng ngày nó càng được nâng lên. Đây là một cái chiêu thức mà người ta để dành cho tất cả các nhãn hàng đồ hiệu mà chúng ta thấy hiện nay vẫn rất là nhiều người ta get like người ta để mua đồ, nhất là đồ của LV, Gucci hay là Chanel đúng không chị? Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc phần 3 cà phê sáng của tuần. Nhiều mời Lê Thái, xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại. Bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889.
Như Huyền và Lê Thái cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng của tuần và phần lề phần cuối ngày thứ bảy ngày hôm nay thưa quý vị. Ăn xin hay là cái công việc mà chúng ta thấy những cái người homeless, người ta hay đứng ở ngoài đường người ta xin tiền đó, thì rất là tội nghiệp đúng không? Bữa được bữa cái thì có nhiều người thì có bữa thì người ta được những cái lòng hảo tâm nhiều thì người ta xin được nhiều. Có người thì cứ bữa nào người ta không có đồng nào hết thì cũng chúng ta thấy là đây là những cái trường hợp rất là đáng thương, đáng tội. Nhưng thưa quý vị, trong cái thời gian vừa qua đại dịch Covid-19 thì ở Ấn Độ nó lại nổi lên một cái phong trào, có nghĩa là những cái người ăn xin người ta kiếm được bộn tiền luôn thưa quý vị, nhờ cái mã QR. Và cái mã QR code này là cái gì thưa quý vị? Cái thu nhập của nhiều người ăn xin đó vừa qua ở Ấn Độ, người ta nói rằng đã tăng gấp đôi khi mà được cho tiền qua cái giao dịch điện tử. Và nhiều năm nay thì một cái người ăn xin ở Ấn Độ tên là Raju Vasad, 42 tuổi, ở bang Bihar. Cái ông này thưa quý vị đi ăn xin quanh ga tàu BTA, và mỗi lần mà ngửa tay xin thì ông thường bị từ chối vì người ta không có tiền lẻ. Nhưng vài tháng gần đây thì trên cổ của Raju xuất hiện một cái tấm thẻ có in mã QR, và trên màn ảnh thì quý vị thấy là đây là một cái mã QR mà quý vị thấy không? Xin mời phòng kỹ thuật cho lên tấm hình chút xíu. Dạ vâng, đây là một cái tấm thẻ mà cái người ăn xin này thưa quý vị đeo ở cổ, và nó có mã QR code. Và cái mã này thưa quý vị dành để cho những cái người mà người ta cho tiền, người ta không có tiền lẻ, người ta có thể scan cái QR code này để mà người ta cho tiền, giống như là thanh toán bằng trực tuyến điện tử thưa quý vị. Giống như grocery. Y chang là mình thanh toán điện tử đó, đây một cái công nghệ khủng khiếp luôn thưa. Bây giờ homeless ăn xin cũng có những cái công nghệ. Dạ vâng. Và cái thưa quý vị, ông này ông nói rằng là từ khi mà ông cứ dùng cái mã QR này đó thì cái thu nhập của ông tăng gần gấp đôi, là khoảng 300 ruby một ngày. Với vài bước đơn giản thôi là cái người qua đường có thể chuyển từ 5 cho đến 10 ruby cho ông Raju này, thay vì người ta lục cái tiền lẻ ở trong túi hoặc là trong ví. Và cái ứng dụng cái công nghệ ăn xin này là một phần xu hướng bùng nổ bằng cái QR code tại Ấn Độ và Trung Quốc trong những tháng gần đây, khi mà cái đại dịch Covid-19 nó bùng phát và khiến cho tất cả những cái người mà giống như người dân bình thường, người ta không có dùng tiền để người ta mua hàng hóa, mua thuốc hay là đi shopping này nọ, thì người ta thường hay dùng cái ứng dụng điện tử này để người ta trả tiền, thì nó không có đụng chạm tiền bạc với nhau để mà lây Covid-19. Thành ra là theo thống kê của SMB thưa quý vị, Global Market Intelligence, thì cái thanh toán trực tuyến này nó đã được vượt rút tiền tại cây ATM và chiếm 30% cái nhu cầu tiêu dùng cá nhân tại Ấn Độ trong quý 2 năm 2020. Và hiện nay thì cái hệ thống mã QR code này nó được phát minh trong năm 1994 từ người Nhật, và hiện nay thì nó phát triển luôn toàn cầu luôn. Và Trung Quốc hiện nay là một trong những cái đất nước mà đang sử dụng cái mã QR code này dành cho những cái người ăn xin ở tất cả những cái nơi đông đúc người qua lại. Và hiện nay thì những cái người ăn xin ở Trung Quốc có thể kiếm được là 4.500 tệ mỗi ngày, tương đương là 15 triệu đồng tiền Việt Nam mỗi ngày nhờ cái công nghệ ăn xin bằng cái mã QR code này. 15 triệu tiền Việt Nam tương đương là khoảng là gần 1.000 Mỹ Kim của mình, có nghĩa là 700-800 Mỹ Kim, 800 Mỹ Kim của mình đó thưa quý vị. Ăn được ghê chứ. Khủng tiếp ha. Còn nhiều hơn lương người ta đi làm hàng ngày nữa. Và thưa quý vị, đối với đây là một trong những cái con số mà mơ ước rất là nhiều người ăn xin. Người ta mơ ước trong quá khứ mà hiện nay thì tương lai người ta đã được rồi, nhờ cái mã QR code. Và không biết là trong tương lai thì nó có được áp dụng hết toàn thế giới về khi mà xin tiền bằng cái QR code này. Wow. Thank you Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là một trong những cái bản tin về TV thưa quý vị. Quý vị cũng biết là kỹ thuật số, như quý vị thấy mà bây giờ homeless cũng dùng kỹ thuật số để mà lấy tiền nữa thưa quý vị. Thì bây giờ cái thời đại công nghệ rất là nhiều, thì người ta cứ xem TV rất là nhiều, thì xem TV nó có hại như thế nào thưa quý vị? Xem TV nhiều sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, theo cái nghiên cứu gần đây mới nhất của một nhà nghiên cứu khoa học, đó là MRC của Đại học Cambridge thưa quý vị. Như quý vị cũng biết là ngồi xem TV, mình ăn uống xong, mình ăn cơm xong, mình không đi đâu hết, mình đi về nhà là cứ ngồi mệt quá và ngồi xem TV, thay vì đi bộ thì ngồi xem TV. 1 trong 8 người đàn ông và 1 trong 15 người phụ nữ là chết vì bệnh tim mạch vành. Như vậy đó là những cái nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới hiện tại bây giờ. Ngoài ra nhiều người mắc bệnh tim mạch còn có khả năng bị đột quỵ nữa thưa quý vị. Và một cái yếu tố chính của bệnh tim mạch đó là cái lối sống ít vận động, cứ ngồi xem TV hoặc là ngồi xem dài hạn, chẳng hạn như xem TV với gia đình vào ban đêm, hoặc là xem nguyên ngày, ngày thứ bảy chủ nhật, rồi cái ngày lễ cũng ngồi xem TV ăn popcorn luôn. Và như điện tử nè, và con em của chúng ta là biết ôi điện tử, có lúc suốt ngày là cứ nhìn vô trong iPad rồi chơi game. Bây giờ cái thời đại này nó không thích đi ra ngoài nữa, những cái trẻ em không thích đi ra ngoài, thưa quý vị, cứ thích ngồi ở trong nhà chơi iPad và là chơi game thôi. Thì cái lối sống ít vận động này nó xảy ra
rất là nhiều cái vấn đề, nhiều cái bệnh hoạn cho từ trẻ em cho tới người lớn. Và khi cái cách do khi mình ngủ mà xem tivi nhiều nữa, tối thì cũng ngủ không được và ít giấc ngủ ít hơn thì cái sẽ bị bệnh tim. Và tivi gắn liền với cái lối sống là ít vận động, như vậy cách mình phải nên cắt giảm cái số thời gian mà ngồi xem tivi, đi ra ngoài chơi hoặc là ăn uống xong thì đi bộ, hoặc là đi bộ dọc những cái neighborhood hoặc là đi chơi đâu đó thì còn hơn là ngồi xem tivi, thưa quý vị, tốt hơn cho cái sức khỏe của mình nữa. Dạ vâng, và thưa quý vị, thông tin tiếp theo Lê Thái xin gửi đến quý vị là một cái cây cổ thụ, thưa quý vị. Đây là một cái cây cổ thụ mà vừa qua đã đạt kỷ lục Guinness thế giới, là cái cây mà có cái tuổi thọ cao nhất trên thế giới. Và nó vượt qua cái cây có tuổi thọ cao nhất trên thế giới trong hiện nay, trong sách đỏ của thế giới, đó là cái cây đó chỉ mới 600 tuổi thôi. Và cái cây cổ thụ này nó được là 5484 tuổi, và trên mảnh thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng cái cây này, thưa quý vị. Đây là cái cây mà Lê Thái nói đây, cái cây bách cổ thụ này nó ở Chile và có thể là đang nắm giữ cái kỷ lục sống lâu nhất trên thế giới. Và cây này có biệt danh là Gran Abuelo, hay còn gọi là ông cố tiếng theo tiếng của Chile, và đang sống trong vườn quốc gia El Cerro của Chile. Và cây này hiện cao hơn cái cây là Metula, cây đang nắm kỷ lục sống lâu nhất thế giới dù chỉ được là 600 tuổi thôi. Và cái cây này được định giá cái tuổi đó, có nghĩa là 5484 tuổi, rất là cao, một cái tuổi của rất là nhiều thời gian quá chị không. Wow. Kính thưa quý vị, tiến sĩ Jonathan Barry Chivik là một cái nhà khoa học người Chile tại phòng thí nghiệm khoa học môi trường và khí hậu ở Paris, Pháp. Gần đây ông đã công bố kết quả nghiên cứu của ông và cộng sự của ông, và cho rằng cái cây ông cố này, thưa quý vị, Lê Thái tạm gọi là cái cây ông cố tại vì dịch ra sang tiếng Chile là cây ông cố, là cái cây cổ thụ có nhiều tuổi nhất còn sống trên thế giới. Và theo nhà khoa học này thì cái sự việc mà sử dụng kết hợp mà ông tính toán bằng máy tính và các phương pháp truyền thống để mà tính tuổi của cây, thì ông đã định cái cây này là gần 5500 tuổi. Và ông nói rằng là ông nội của ông đã phát hiện ra cái cây này vào năm 1971 và từng đến thăm cái cây khi mà bản thân ông nội của ông này đó còn rất là nhỏ. Và Barry Chivik cho biết rằng là cho đến lớn ông vẫn bị thu hút bởi cái cây này. Và nhờ vậy mà trong năm 2020, bởi vì cái nạn COVID-19, thưa quý vị, khiến cho ông không có đi làm hay gì đó, ông mới dành thời gian nhiều để mà ông đến có công viên quốc gia El Cerro này, thưa quý vị, để sử dụng một cái máy khoan chuyên dụng để mà khoan vào cái thân cây ông cố này. Và không có và ông cũng cố là ông không gây ảnh hưởng đến cái cây, vì ông tìm cái đường kính của nó thì ông khoan vô hết luôn rồi, đến đường kính hơn 4 mét rồi, mà chiếc khoan của ông vẫn chưa chạm được cái tâm của cái thân cây này. Wow. Và theo tiến sĩ Mojavik này, thưa quý vị, ông nói rằng là xác minh là hơn 80% quỹ đạo sinh trưởng của cái cây này, và con số ước tính cho thấy nó đã sống lâu hơn 5500 năm, và chỉ có 20% khả năng và là cây có số tuổi thấp hơn so với tính toán của ông mà thôi. Và cái cây này là một cái cây được biết đến ở Nam Mỹ với cái tên là Alacer, một loại cây có nguồn gốc từ Chile và Argentina. Đây, nếu như mà được mệnh danh thì nó là một trong những cái cây mà lớn tuổi nhất trên thế giới, và quý vị thấy không, một cái người mà đứng ôm không xuể một cái cành nhỏ của cái cây. Đúng này rồi, thôi. Redwood. Dạ vâng. Bản tin kế tiếp đó là về một cái màng treo, thưa quý vị. Những nhà nghiên cứu tại Đại học của Texas Austin thì họ đã nghiên cứu ra một cái loại treo, mà cái loại treo đó nó hút những cái không khí ẩm, và cái treo đó nó sẽ tạo ra nước. Quý vị cũng thấy bây giờ mình đang bị thiếu nước rất là nhiều, nhất là tại California, mà cái màng treo này nó rất là rẻ, thưa quý vị. Cái treo này thì nó có hai thành phần chính, trong đó có cellulose là để mà bức tạo thành những cái thực vật như quý vị thấy ở trên hình, là một cái miếng xốp, thưa quý vị, là cái cấu trúc của nó là xốp, nó thu hút nước và khí ở xung quanh trong cái khí ẩm xung quanh của nó, và nó ngưng tụ ở trong treo, và cái treo này sẽ lưu giữ cái nước đó. Thì muốn giải phóng cái nước đó thì nó phải sử dụng một cái nhiệt nhẹ gọi là cellulose. Thì khi mà cái nước này, cái nhiệt này nó vô thì cái treo nó không chịu được, nó sẽ thải những cái nước đó ra. Thì trong cái thử nghiệm, cái treo thu hoạch nước có thể hấp thụ 13 lít nước 304 gallon mỗi ngày trong khu vực có độ ẩm là 30%, và ngay khi cả độ ẩm giảm xuống còn có 15%, treo sản xuất là 6 lít nước là 1.6 gallon mỗi ngày. Các nhà nghiên cứu cũng tin rằng họ có thể cải thiện hiệu quả thêm cái loại treo này để làm có thể nhiều nước hơn cho chúng ta.
và chỉ cần lấy cái nước ẩm ở xung quanh thôi quý vị. It's amazing, huh? It's very impressive. Quá tuyệt vời luôn. Yeah. Trong tương lai thì chúng ta cũng sẽ được nghe những cái thông tin về những cái phát hiện khoa học của những nhà khoa học, người ta chế tạo những cái loại mà nó rất là giúp ích cho đời sống của chúng ta, đúng không chị Như Huyền? Và kết thúc quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Như Huyền và Lê Thái ngày thứ bảy ngày hôm nay. Một lần nữa thì chúng tôi rất vui vì quý vị đã dành thời gian theo dõi cho xuyên suốt chương trình của Như Huyền và Lê Thái, và xin quý vị hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong những cái comment, trong những cái vấn đề mà quý vị lắng nghe chúng tôi, cũng như là những chia sẻ của Như Huyền và Lê Thái về những cái bản tin trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Như Huyền với Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai. Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Như Huyền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của đài Lido Sài Gòn TV. Và kết thúc quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát hình live trên hệ thống của đài băng tần 56.10 trên trang nhà lidosaigontv.com, và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên Facebook và YouTube. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, ngày cuối tuần, còn một ngày nữa thôi chúng ta bước sang tuần lễ mới, đúng không chị Như Huyền? Lê Thái và Như Huyền gửi lời chào đến quý vị nào đang theo dõi chương trình, cũng như là em gửi lời chào đặc biệt đến chị Nhi Huyền, hôm nay mặc áo giống em quá, bắt trước. Không biết ai bắt trước ai ở nhà. Chào Lê Thái. Ủa, tại sao mà hôm nay chị em mình lại trùng hợp lại có giống áo giống như bông vậy? Giống hai cây bông, thưa quý vị. Thiệt ra hai chị em không đẹp. Có hẹn nhau, thưa quý vị, mà tự nhiên không hẹn mà gặp. Không hẹn mà gặp. Không hẹn nhau nhưng mà gặp, đó là đủ câu là không hẹn mà gặp. Nhi Huyền kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, thưa quý vị. Nhi Huyền và Lê Thái sẽ cố gắng đưa những cái bản tin rất là vui tới cho quý vị. Từ vì là thứ bảy và chủ nhật nên Nhi Huyền với Lê Thái cố gắng hai đứa soạn những cái bản tin rất là hay về đời sống, khoa học, kỹ thuật, và nhất là về cái cách ăn uống làm cho sao cho trẻ đẹp hơn và khỏe mạnh hơn nữa, thưa quý vị. Đài Nhi Huyền với Lê Thái đã đi kiếm, dịch sang tiếng Anh rồi dịch sang tiếng Việt và đưa thông tin lại cho quý vị, thì những cái bản tin nó rất là vui và relax. Và thưa quý vị, chị Như Huyền nói cái thông tin đầu tiên, mà thông tin vui mà Lê Thái là đưa đến, một cái thông tin không vui trong ngày hôm nay. Nhưng mà Lê Thái thiết nghĩ rằng là cái thông tin này cũng là Lê Thái cũng muốn đưa lên cho quý vị, bởi vì cho những quý vị nào mà chúng ta đang ở miền Nam Cali, hoặc là những quý vị nào mà chúng ta ở gần những cái khu mà có rừng núi, rừng rập nọ, thì chúng ta cũng nên cẩn thận khi mà chúng ta đối diện với những cái con vật này, thưa quý vị. Vừa qua thì một bé gái 9 tuổi đã may mắn thoát chết sau khi mà bị một cái con sư tử núi tấn công khi đang cùng gia đình cắm trại ở miền Tây của nước Mỹ. Và giới quan chức và giới quản lý động vật hoang dã cùng các thành viên trong gia đình của cô bé tên là Lily, người Mỹ, cho biết rằng là cái vụ tấn công này nó đã xảy ra vào sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, khi mà cô đang cắm trại cùng với gia đình ở bang Washington. Và cơ quan quản lý cá và động vật hoang dã bang Washington cho biết rằng là cái cô bé này, thưa quý vị, cùng hai người em nhỏ khác của cô bé đang chơi trốn tìm ở trong rừng, và gần đó thì gần đến nơi mà gia đình của cô đang cắm trại. Và khi mà Lily lao ra khỏi cái chỗ nấp với ý định là khiến cho hai đứa em của mình ngạc nhiên để mà chơi trốn tìm đó, thì cô bé bất ngờ bị một cái con sư tử núi nó tấn công, thưa quý vị. Và cái con sư tử này nó tấn công cô bé và sau đó nó đã bị giết khi những người xung quanh nỗ lực cái cứu cô Lily này, sau khi mà cô bé đã kêu tiếng cầu cứu và la lên rất là lớn, thưa quý vị. Và cô đã tức tốc là được đưa vào trong bệnh viện và đã trải qua rất là nhiều giờ để mà phẫu thuật và điều trị tích cực trong ngày. Và ngày 30 tháng 5 vừa qua thì cô đã chuyển sang điều trị phục hồi sức khỏe và còn được gọi và còn được tất cả các bác sĩ cũng như là giới quan chức cũng là đến thăm, cũng như là gia đình cô luôn túc trực cô 24/24 và hỏi thăm động viên của cô bé, tại vì cô rất là hoảng loạn sau khi mà bị con sư tử núi tấn công. Và kính thưa quý vị, con sư tử núi này được gọi là con puma, hay là chúng ta hay thường gọi là sư tử núi, hoặc là tiếng Anh gọi là lion mountain. Yeah. Và mỗi
mỗi cái con này có thể là từ nặng từ 35 cho đến mà là 115 kg. Và kính thưa quý vị, cái con sư tử núi này là một tấn công người, là một cái sự cố cũng vô cùng hiếm gặp ở Mỹ. Tại vì kể từ năm 1924 đến nay á, thì chính quyền bang Washington của nước Mỹ của chúng ta chỉ ghi nhận là khoảng 20 trường hợp loài sư tử núi này nó tấn công con người thôi. Và 2 trong số các nạn nhân đã tử vong. Nhưng mà giới chức địa phương cho biết rằng là sẽ tiến hành một cái cuộc điều tra nữa để mà làm rõ cái bối cảnh xảy ra vụ tấn công cái cô bé Lily này, để coi là coi xác định lại như thế nào và xem đang kiểm tra tất cả các camera ở khu vực gần đó xem coi là cái vụ mà con sư tử này tấn công cô là nó chi tiết như thế nào và sẽ công bố trong cái thời gian sắp tới. Và qua bản tin này thì Lê Thái và Như Huyền cũng nói rằng là nếu mà quý vị nào cũng như là chúng ta khi mà chúng ta đi hiking hay là chúng ta đi cắm trại, đi camping quế với gia đình ở những nơi mà hẻo lánh, rừng núi hay là trên đồi núi này nọ, thì chúng ta cũng nên cẩn thận, bởi vì miền Nam California của chúng ta là một trong những nơi rất là nhiều sư tử núi. Yes. Cũng như mà nếu như quý vị lên Big Bear hay là những vùng mà ở đâu mà hiking chúng ta vùng đồi núi thì cũng có gấu rất là nhiều. Cũng nhiều, giống như là Laguna gần đây thôi quý vị, những cái khu vực mà đi lên Crystal Cove rồi vậy á, mấy cái hiking đó rất là nhiều sư tử núi rồi gấu rồi đủ thứ hết. Bắt đầu thấy nó dễ thương quá mà nghe tấn công gì cũng ớn ớn à. Ghê ha. Giờ muốn nuôi con mà giờ hết dám nuôi. Trời ơi, Lê Thái rồi nuôi con á thưa quý vị. Nhưng mà nhiều người ta nói giỡn giỡn chút xíu là có nuôi con sư tử ở nhà. Vậy cũng đang nghĩ vậy, nhưng mà đang tính nói, vừa mới nghĩ thôi mà không dám nói. Bà xã Thái mà nghe cái chắc cạo đầu chùa luôn. Chắc bán xe rồi coi chừng, tới MT rồi coi chừng. Cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là về bản tin về đường thưa quý vị. Quý vị cũng thấy là vừa rồi, ngày hôm qua Nhi cũng nói là sử dụng thay thế cái xô đường. Mình nghĩ đường á, là nó làm cho mình tăng năng lượng, đó lúc mà mình cảm thấy mệt quá, ồ phải uống cái gì vô để có đường, mà thiệt ra đường nó không làm cho mình thêm cái năng lượng mà như mình nghĩ đâu thưa quý vị. Các nhà nghiên cứu họ đã nghiên cứu rất là kỹ càng, mà bao nhiêu thứ mà quý vị đi lên trên mạng thì bao nhiêu người nói đường là không tốt, đường là gây ra đủ thứ bệnh hết, và mình nghĩ đường là cải thiện cái sự mệt mỏi, cái tâm trạng của mình, nhưng thật ra đường nó làm sụt giảm cái năng lượng của mình. Cái dữ liệu vừa rồi họ đã nghiên cứu gần đây là 31 nghiên cứu lương thực quý vị, cho tới 1.300 người lớn để mà xem xét ảnh hưởng cái những cái thực phẩm nó có đường, đồ uống, đồ ngọt thì theo có ảnh hưởng tới tâm trạng hay không. Thì những người họ không dùng đường, cái tâm trạng họ thoải mái, vui vẻ hơn rất là nhiều, da mặt họ đẹp hơn rất nhiều và không mệt mỏi và rất là tỉnh táo thưa quý vị. Và đường, nếu mà quý vị không ăn đường, thử không ăn đường khoảng chừng 2 tuần mà thôi, thì quý vị sẽ thấy là cái cơ thể mình nó khỏe hơn rất là nhiều, không cảm thấy mệt mỏi, da đẹp hơn, đầu óc minh mẫn hơn, vui vẻ hơn. Mà quý vị, đường là những cái cancer là nó sống ở trên đường thưa quý vị, tạo ra cancer. Tất cả ai mà bị cancer rồi á thì phải đừng nên ăn đường, tại vì cancer là đường nó nuôi cancer đó thưa quý vị. Hoặc là những người nào bị chưa bị hoặc là bị ngăn cản thì mình không nên ăn đường, tại đường làm cho mình vui vẻ hơn rất nhiều. Không ăn đường hoặc là trong, như nói về đường đây là tinh bột nữa thưa quý vị. Từ vì khi quý vị ăn tinh bột, ăn cơm rất là nhiều thì nó chuyển thành đường, nó chuyển thành glucose thưa quý vị, là thành đường, nó làm cho cơ thể rất là mệt mỏi. Quý vị cứ thử là không ăn đường khoảng chừng 2 tuần thôi thì cơ thể của quý vị sẽ khác hẳn rất là nhiều. Hoặc là quý vị sử dụng một cái loại đường thì như cũng vừa nói như tuần trước, tuần thứ bảy vừa rồi đó là Chivia thưa quý vị, nó làm ở trên thực vật. Nhưng mà cũng nên giảm, từ vì cái gì đường thì cuối cùng nó cũng chuyển thành một cái chất glucose ở trong cơ thể. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền. Đây là một cái thông tin vô cùng ý nghĩa và bổ ích cho quý vị nào chúng ta đang muốn giữ gìn sức khỏe, cũng như là chúng ta đã ăn đường nhiều thì chúng ta nên hạn chế, đúng không chị Như Huyền? Kính thưa quý vị, có khi nào mà quý vị cũng như là chị Như Huyền mà một số quý vị nào ở nhà chúng ta, khi mà chúng ta yêu người yêu chúng ta quá, hay yêu chồng yêu vợ quá, mà chúng ta xăm tên ở trên tay, trên người, trên ngực, trên tim này nọ không? Chị thì chưa, nhưng mà chị thấy nhiều người làm lắm. Nhiều người làm lắm đúng không? Nhất là diễn viên. Dạ đúng rồi, khi mà chúng ta đang cơm lành canh ngọt chúng ta xăm lên được, mà khi mà chúng ta chia tay rồi chúng sao ta lấy ra đây? Rất là khó lấy ra, mà khi xóa thì sao cũng hơi cực. Đầu chém cực. Dạ vâng, đó là người ta tự nguyện, cái đó là người ta tự nguyện người ta xăm lên. Nhưng đây có một cái cô gái cổ hoàn toàn không muốn xăm, mà cái người cậu người yêu này đã xăm lên trên mặt cái cô tên của cậu ta. Đây là một cái thông tin mới ngày 2 ngày qua thôi quý vị. Cái cô này tên là Ta Jen, 18 tuổi, và cái anh này đó là cái anh tên là Gabriel, 20 tuổi. Hai người này đã bắt đầu hẹn hò trong năm 2019 thưa quý vị, và chuyện tình của họ đã diễn ra êm đẹp thuở mà người mới yêu. Và sau khoảng một năm sau đó thì cái anh Gabriel này thưa quý vị, anh là một cái người mà làm nghề xăm
đó thì thường xuyên tỏ ra ghen tuông với cái người bạn gái này và bạo hành bạn gái luôn. Thì lúc đó thì mẹ của cô này đã thuyết phục là con gái mình đó, nên bỏ anh ta đi, tại vì trước sau gì cũng sẽ gặp cái chuyện nguy hiểm khi mà cô quen anh ta. Thì hai người chia tay được 8 tháng mà không biết anh này ảnh năn nỉ sao thì cái cô này cũng quay lại thưa quý vị. Và khi cô quay lại đó thì lại tiếp tục bị đánh đập nữa, bị cái anh gấp rồi này đánh đập thưa quý vị. Và khi mà anh đây cho màn ảnh Lê Thái cho xem quý vị xem hình ảnh của hai cái người này thưa quý vị. Đây là một cái thợ xăm. Và khi mà anh đã bị anh đánh cô ta rồi, cứ cô bị đánh quá nhiều rồi cô mới quyết định chia tay và nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát và tòa án. Thì là cảnh sát và tòa án người ta nói rằng là người ta không cho phép anh này đến gần cô gái. Và thế nhưng mà kính thưa quý vị, trong những cái ngày vừa qua thì cô lại bị cái anh Gabriel này đến ngay chỗ cô và ép cô lên xe. Và cô gái này rất là sợ khi mà phải chống cự, tại vì cô nói là nếu như mà cô chống cự á, thì sẽ bị anh tiếp tục anh đánh. Và nghe theo của cái lời chàng trai này thì cái cô mà Tanjian này đã ngoan ngoãn lên xe và được chở tới Taubete. Và ở đó thì cái cô này đã bị anh này xăm lên trên cái mặt cái tên của anh ta. Và trên màn ảnh thì quý vị xem đây là cái hình xăm mà anh đã xăm cái tên của anh ở trên đó. Và khi mà người mẹ thấy con gái của mình không về nhà mất tích thì lại báo liền với cảnh sát. Và khi đó cảnh sát đã truy tìm ra là tung tích của cô này và đã bắt được cái anh này. Và anh này đang bị tạm giữ vào ngày 28 tháng 5 vừa qua với cái cáo buộc là bạo hành và gây nguy hiểm cho những người khác. Và hiện nay thì cô gái cũng được một số cái người mà làm trong cái ngành nghề mà xăm đó hứa là sẽ xóa cái hình xăm của cô. Nhưng mà rất là khó khi mà xóa cái hình xăm này thưa quý vị, tại vì nó nằm ngay giữa cái khuôn mặt của cô. Quý vị thấy đây là một cái điểm vô cùng khó xăm. Và phải chứ anh xăm đẹp không nói, anh xăm xấu quá trời xấu luôn. Mà tội quá, tội cái khuôn mặt của người ta mà xăm. Dạ vâng, con gái mà xăm vậy là thua rồi. Bây giờ mà nếu như mà có muốn mà xóa cái này thì cũng phải để là thẹo trên khuôn mặt. Rất là khổ tâm. Và bây giờ mỗi lần mà cô muốn ra đường là cô phải trang điểm rất là kỹ thưa quý vị. Đây là những cái tấm ảnh mà khi mà cô đã được xóa rồi mà nó vẫn còn để lại cái sẹo. Và đây là những cái tấm ảnh mà khi mà cô khóc, khi mà cô người ta nói rằng là cô khóc về bởi vì cái tên của người đàn ông đó, của người bạn trai đó vẫn còn trên khuôn mặt của cô rất là khó chịu khi mà cô không xóa được cái ký ức đó. À nói ha. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 1 cà phê sáng của tuần. Như và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng ta sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Như Huyền và Lê Thái. Và một trong những cái bản tin ngày hôm nay là Như muốn đưa tới quý vị về bàn chân của mình. Trên cái top bàn chân của mình, thưa quý vị, trên cái đầu đỉnh bàn chân của mình đôi lúc nó bị đau thì có rất là nhiều nguyên do. Thì một cái nguyên do đó là mình mang giày chật quá hoặc là mình chơi thể thao nhiều quá thì mình khi đi về mình cũng bị đau chân rất là nhiều, hoặc là mình lạm dụng cái bàn chân của mình nhiều quá thì cũng là đau chân, hoặc là mình bị viêm gân cái bàn chân mà khi mà mình chạy, hoặc là hội chứng xoang ở trong cái những cái khớp xương những cái chân của mình. Tình trạng này có liên quan đến nằm giữa cái mắt cá chân và cái gót chân của mình, thì cái đó là do mang giày, hoặc là bị đau đầu bàn chân, hoặc là đi mình bị đá cái gì đó và gãy xương ở bàn chân, là cái điều đó nó bị đau và nó bị viêm. Các rất là nhiều nguyên nhân khác để mà làm cho cái bàn chân trên cái top bằng những cái đỉnh bàn chân của mình bị đau. Và cái bệnh khi cái đỉnh bàn chân mình cũng bị đau có một liên quan tới một trong những cái bệnh, đó là bệnh gout thưa quý vị. Tiếng Anh gọi là bệnh gout và ông Thái mà tiếng Ái gọi là bệnh gout. Bệnh gout tiếng Việt mình gọi là gout. Là gout, ở tiếng Việt gọi là gout, còn tiếng Anh gọi là gout thưa quý vị. Tình trạng này có thể khiến cái bàn chân của mình đau rất là nhiều dữ dội ở cái khớp chân cuối ở những ngón chân cái của mình. Là khi đó là có những cái người là bị cái tình trạng thứ hai là bị gai xương, là bị cái bàn chân nó rất là bị gãy, như nó bị gãy ở phía trong đó thưa quý vị. Nó làm đau cái khớp chân của bạn, nó đau mà nó nhức vào mỗi đêm như vậy, đó là rất là đau đớn. Hoặc là bệnh thần kinh ngoại biên, đó là tình trạng có thể dẫn đến đỉnh bàn chân bị đau và thiếu cảm giác di chuyển từ bàn chân cho đến chân. Hoặc là
cái cổ, cái neck của quý vị á, cái cổ, cái xương của quý vị ngay chỗ cái cổ ở phía giữa đó thưa quý vị, nếu mà nó bị đau, nó bị trật thì nó cũng làm cho chân bị đau hoặc là nó bị tê cái bàn chân. Và rối loạn chức năng thần kinh rất là phổ biến thưa quý vị. Tình trạng này y tế có dẫn đến, người họ đã nói đến và họ đã chứng minh được rằng là cái rối loạn thần kinh làm cho chân như bị kim châm á, rất là đau vào mỗi tối và rất là nhức, mà nó đau như vậy rất là khó chịu và ngủ dậy nó tê luôn. Ở một trong số người ở trong gia đình như cũng có người bệnh như vậy, ngủ dậy nó tê chân tê tay luôn, mà quý vị đụng cảm thấy không có cảm thấy là mình cái chân mình nó ấm lên hay là gì hết, thì phải massage rất là nhiều và cảm thấy rất là mệt mỏi ở bàn chân, thì đó là những cái triệu chứng xảy ra. Nếu mà trên cái đầu chân của bạn thì nhớ đi kiểm tra với bác sĩ. Dạ vâng. Bất kỳ mà có triệu chứng nào mà nó xuất hiện trên cơ thể chúng ta mà nó bất thường thì chúng ta nên đến cái cơ sở y tế gần nhất để mà chúng ta tìm khám chữa bệnh để phát hiện ra bệnh càng sớm càng tốt, đúng không chị Như Huyền? Thưa quý vị, trong mấy ngày vừa qua thì cái thông tin về những cái khách hàng ở bên Trung Quốc, thưa quý vị, người ta vào trong cái cửa hàng Louis Vuitton để mà LV để người ta mua những cái túi xách, thưa quý vị. Và một cái cô gái đã vào trong cái cửa hàng này, và khi đó cô đó mua, cô tên là tên là Luo, thưa quý vị, đã đệ đơn kệ kiện cái store này là cái store của LV đã bán cho cô có hành vi gian dối và bán hàng giả, phải hoàn lại cho cô một số tiền là 18.700 tệ và bồi thường gấp 3 lần cái con số đó cho cô. Và cái thưa quý vị, cô gái này đã mua cái giá của Louis Vuitton với giá là 18.700 tệ, tương đương là 2.800 Mỹ Kim một cái túi LV. Và khi mà cô về thì cô nghi ngờ cả cái túi này là cái túi fake, thưa quý vị, và cô đã nhờ một cái chuyên gia để mà người ta kiểm tra. Và khi mà những cái người ta kiểm tra xong, người ta báo cho cô rằng là túi này là cái túi giả, thì cô lập tức là cô rất là nóng giận, và khi mà cô phát đoá lên, có nghĩa là cô rất là bực bội khi mà ngay cả một cái cửa hàng LV nổi tiếng luôn, cửa hiệu hàng bán hàng xa xỉ LV nổi tiếng mà lại bán cho cô một cái hàng giả như vậy. Thì rất là nhiều cái trường hợp như vậy đã diễn ra tại Trung Quốc trong suốt thời gian qua, thưa quý vị. Và đây là một cái thương hiệu xa xỉ của nước Pháp, và nó đang bán tràn lan ở nhiều cái địa điểm ở trên khắp cả thế giới, trong đó Hoa Kỳ chúng ta, thì chúng ta thấy ở trong South Coast Plaza là một trong những cái store, cái mall mà nó bán, nó có những cái hiệu LV rất là nổi tiếng. Không có giả đâu. Không có giả, cái đó thì không có giả, nhưng mà chúng ta cũng không biết được, tại vì một số người cũng hay mua túi LV hay là Chanel hay là những cái túi mà Gucci ở trên cái hàng mạng gọi là eBay á, thì đôi lúc eBay nó có những cái hàng bán thật và đôi lúc có những cái hàng bán giả, tại vì nó không quản lý được, eBay không thể nào đúng mà rồi, quản lý rồi, kiểm soát được hết hàng thật và hàng giả. Và khi đó thì chúng ta vô tình là chúng ta tiền mất tật mang mua những cái hàng giả mà với số tiền rất là cao. Và trong mấy ngày vừa qua thì người ta, rất là nhiều cái người ở trên mạng xã hội, người ta nói rằng là có nhiều cái lý do để mà đưa ra cái tình trạng như vậy. Có thể là cái trường hợp là nhân viên của cửa hàng lấy túi thật rồi bán hàng giả cho khách, hoặc là người ta nói rằng là cái cửa hàng, thưa quý vị, hoặc là cái người mua này, cái cô này, cô đã đưa ra cái sản phẩm chính hãng lúc mà nó kém chất lượng, và khi mà cô đưa ra như vậy cái hàng thật mà lại bị nhân viên trong đó đưa lại cho cô, tráo đổi cho cô là hàng giả. Hoặc là một số người ta nói rằng là nhiều khi đây là một cái sản phẩm nhái, và khi mà được đánh lén, được đánh tráo và lén đánh tráo bởi những cái nhân viên bên trong, hoặc là những cái người khách hàng mà người ta đến, người ta mua qua mua lại đó, thì có thể đến tay cô là cô lại mua trúng cái hàng là cái hàng giả đó. Là một số người ta nói rằng là cái vấn đề mà hoán một số cái nhân vật mà người ta muốn hạ thấp cái nhãn hiệu, muốn hại cái thương hiệu của LV lại, của nhà mốt LV lại, bằng cách là người ta hại cái thương hiệu này. Và nhiều người thì người ta nói rằng là có một số là nhân viên người ta lại tiếp tay với lại một số cái nhân viên ở trong cửa hàng, có nghĩa là đưa hàng nhái tuồn vào bên trong và bán giữa hàng nhái và hàng thật. Có nghĩa là khi người ta bán hàng nhái á, thì người ta lại nhận được cái số tiền là trên đó, và khi mà người ta bán cái hàng nhái mà với cái giá tiền thật, thì người ta lại lãnh trọn cái số tiền đó. Wow, cái này là phải LV phải làm như thế nào, không thôi là mất giá trị hết, là mất tiếng của LV. Vâng, và hôm nay rất là lộn xộn mấy vụ này, thưa quý vị. Và hiện nay thì cảnh sát ở Trung Quốc người ta đang vào cuộc, người ta điều tra, và trên màn ảnh thì quý vị thấy đây là một sắp tất cả những cái vỏ túi LV mà hàng nhái, quý vị thấy trên màn ảnh không, là công an cảnh sát Trung Quốc người ta đang vào cuộc, người ta điều tra. Cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là bản tin về một trong những cái khách sạn, quý vị nào mà đi về Úc hoặc là đi về Hồng Kông thì có một cái khách sạn gọi là khách sạn ăn chay, toàn bộ họ sử dụng nấu đồ chay hết thưa quý vị, đó là khách sạn Ovolo Hotel. Khách sạn này rất là lớn, là cái năm vừa rồi, năm 2020, họ đã có cái chiến dịch ăn chay trong cả năm và họ rất là thành công thưa quý vị.
Bây giờ Ovolo là chuỗi khách sạn đầu tiên mà họ chỉ nấu những cái tất cả những cái loại ăn chay, là loại ăn rau và thực phẩm gọi là vegan đó thưa quý vị. Và người sáng lập giám đốc điều hành đó là tập đoàn Ovolo Grigit, và họ tin rằng họ làm vậy để họ cải thiện, bảo vệ môi trường và cũng như thúc đẩy cái chế độ ăn uống lành mạnh và nâng cao hình ảnh ăn chay tuyệt vời và ăn trên thực vật mà thôi, tức là không ăn mặn, không ăn thịt. Và Hồng Kông chào đón Veda là nhà hàng đầu tiên trên khách sạn cao cấp của Ovolo ở Hồng Kông. Và kể từ khi thành lập Ovolo năm 2002, công ty đã mở rộng 4 khách sạn, 3 nhà hàng ở Hồng Kông và 8 khách sạn nhà hàng trên khắp nước Úc. Và các nhà hàng Ovolo này đang phục vụ rất là nhiều món ăn, nhưng mà đa số là salad, bánh mì kẹp thịt đậu, và tập đoàn khách sạn cũng là đại tu các quán bar của mình để mà tập trung lại đều là đồ ăn chay thưa quý vị. Thay vì là có những cái món ăn như là họ dùng trứng thì họ sử dụng những cái loại thực vật khác để mà uống, và quán bar sẽ cho thêm những cái loại thức uống, thức ăn, trái cây theo mùa rất là ngon. Và họ cũng lên kế hoạch cho một thực đơn rất là mạnh mẽ và rất ý nghĩa cho sức khỏe, đa số là thức ăn. Và đây là tin tức rất là thú vị cho những người nào mà ăn chay du lịch ở Úc hoặc Hồng Kông, thì họ đi đến đó nhớ ở khách sạn Volvo. Đây là một khách sạn rất là lớn, 5 sao thưa quý vị, cũng rất là đẹp. Đây là những cái món ăn của họ nhìn cũng rất là hấp dẫn, và không đâu có phải cần ăn thịt đâu. Đang đói bụng từ sáng giờ. Từ sáng giờ chưa ăn gì hết. Rất là ngon, và đây là cái khách sạn thưa quý vị, rất là đẹp. Đúng ngày mà các bạn tin mà buổi sáng mà đưa đồ ăn thức uống thức rồi chị uống, nhiều nhìn vô nhiều đói hại não quá. Đói muốn xỉu luôn á, mà sau bữa ăn cơm này sau bữa mà cái chương trình này thưa quý vị, mà chị Như Huyền mà đãi Lê Thái ăn sáng thì chắc là vui lắm. Được mà, sure. Mà Lê Thái một lần đi về là chạy về với con không à quý vị ơi, không có đi đâu được, bận lắm. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 2 Cà phê sáng của Tuần Như Huyền và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đây. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của đài Liro Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần ngày Chủ nhật ngày hôm nay cùng với Như Huyền và Lê Thái. Kính thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đi ăn buffet á, nó không đơn giản là chúng ta ăn uống không. Ở bên Hoa Kỳ chúng ta thì vào những cái restaurant mà chúng ta ăn buffet á, thì chúng ta thấy rằng nó cũng là một cái hình thức mà một cái nét văn hóa ăn uống ẩm thực của người dân ở Hoa Kỳ cũng như là ở khắp nơi trên thế giới. Và chúng ta ở bên đây thì chúng ta ít chứng kiến được mà cái cảnh mà khi mà vào trong cái buffet rồi mà giành giật nhau ăn. Khi mà quý vị nào mà chúng ta xem những cái video mà nó được upload ở trên mạng xã hội về Trung Quốc á, những cái nhà hàng, những cái restaurant mà ăn buffet của Trung Quốc có phải dùng hai từ là chúng ta vô cùng đáng sợ, kinh sợ, bởi vì chúng ta không nghĩ rằng là mà nó hỗn loạn, mà nó phức tạp, mà nó dùng đúng từ là nó bị thiếu cái sự mà văn hóa, văn minh và lịch sử đến độ đó. Và cái chuyện mà ăn buffet là một, không những là chuyện ăn uống không, mà nó thể hiện về cái đẳng cấp văn hóa, cũng như là cái chuyện mà chúng ta, cái nét văn hóa lịch sử của một người khi mà chúng ta vào trong một cái cửa hàng, chúng ta ăn buffet. Ăn nhiều quá, đối với những cái người ăn nhiều quá thì người ta, cái đó là cái khả năng người ta ăn thì mình không nói. Nhưng ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về bốn cái cậu thanh niên, thưa quý vị, đã mua vé ăn buffet ở căn con raw fish á, và ăn liền trong 4 tiếng đồng hồ, khiến cho chủ quán, chủ nhà hàng người ta muốn té xỉu, thưa quý vị, người ta sốc nặng luôn. Và cái thưa quý vị, sự việc này đã xảy ra tại thành phố Binxiang của tỉnh Giang Tây, và bốn cái chàng trai trẻ này đã rủ nhau đi ăn tiệc buffet raw fish. Và sau khi mà kết thúc cái trận bóng đá thì vé cho mỗi người đó, thưa quý vị, là 75 nhân dân tệ, tương đương là 15 Mỹ Kim. Và nó không có giới hạn thời gian hay là cái số lượng để cho người ta ăn. Và tuy nhiên thì trái với cái tưởng tượng của người chủ quán này, thưa quý vị, bốn anh chàng này đã ngồi ăn từ 8 giờ
tối cho đến 12 giờ đêm với tổng thiệt hại là 40 kg crawfish. Và trong một cái video đăng tải trên mạng xã hội thì chủ quán này người ta nói rằng là lần đầu tiên trong cuộc đời ông đã gặp cái trường hợp này khi từ khi mà ông mở cái cửa hàng này, và ông khóc không ra nước mắt luôn thưa quý vị, vì lỗ tới hơn 1.000 tệ, tương đương là khoảng 3,5 triệu đồng Việt Nam, là khoảng chừng 180 Mỹ Kim mình đó. Và chi phí của 4 người là 316 tệ thôi, nhưng chủ quán phải bỏ ra cái số tiền để mua nguyên liệu, nhân công và chế biến đã lên tới là 1.600 tệ. Và theo anh thì một người bình thường không thể mà ăn nhiều tới vậy. Nhưng mà quý vị xem trên màn ảnh đây, là đây là bốn cái chàng trai trẻ nè quý vị, thấy không? Bốn người mà với là một cái bàn mà hơn 40 kg con crawfish này. Wow. Và ăn từ 8 giờ tối cho đến 12 giờ đêm. Và giá của những cái con crawfish này là 20 tệ 1 kg, tương đương là nếu như mà mấy người này ăn là 40 kg thì mình nhân lên 20 tệ coi như là nhiêu, 2 x 4 là 80, là 800 tệ. Mà tệ là tiền của tiền Trung tệ Quốc. Của tiền Trung Quốc, mà chưa tính cái tiền mà nguyên liệu, nhân công rồi tất cả mọi cái chi phí người ta bỏ ra. Và ông nói rằng là cái dù quy tắc của cái tiệm là như vậy, nhưng mà ông cũng rất là khó chịu và cũng rất là nản lòng khi mà chúng ta có những cái thực khách như vậy. Tại vì ăn uống một kiểu mà ăn uống quá đà như vậy thì chúng ta cũng không có để hồ đồ quá. Ăn không có giúp mặt nể chủ gì nữa, ăn cho đã. Em đó từng chứng kiến ở Việt Nam bây giờ hiện nay thì cái phong trào mà ăn buffet nó rất là nhiều. Nó đã phổ biến từ 10 năm trước rồi thưa quý vị. Nhưng hiện nay có một cái số mà những cái nhà hàng buffet của người Việt Nam chúng ta, khi mà người ta đổ crawfish ra hoặc là đổ những cái con hải sản cua ghẹ ra là người ta lại giành nhau ăn. Mà khi mà quay video trên đó em thấy từng cái khuôn mặt rõ ràng như vậy. Mà không biết là khi mà người ta coi lại những cái video đó người ta có ngại thấy, không? Có thấy như thế nào không? Quý vị đi vô mình đi lên Las Vegas mà ăn buffet, quý vị thấy những người Mỹ họ rất là lịch sự. Lịch sự lắm chị. Lịch sự và đồ ăn nó rất là họ nhường rồi họ để đó, nhưng mà họ ăn vừa phải, họ ăn đủ cho cái no của họ tôi chứ không có ngồi miết hoặc là ra miết. Nói mà thật sự bây giờ mà nói về ăn hải sản em rất là ngán luôn, em nói thật luôn. Em đi ăn buffet hiện nay thì em lựa rau cải mà ăn không. Hồi đó thì mê hải sản lắm. Diet. Giờ bây giờ Lê Thái diet thưa quý vị. Cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là bản tin về cho những ai mà nuôi chó thú cưng thưa quý vị. Quý vị nuôi chó như Lê Thái, nuôi súc những con thú vật cưng ở nhà thì quý vị sử dụng xà phòng riêng đúng không? Chứ đâu có sử dụng xà phòng của mình, tại vì cái lông của nó rất là khác. Thì tại bây giờ gần đây nó đã ra một cái loại xà bông, cái xà bông này rất là tốt, gọi là wash bar thưa quý vị. Ở trên màn ảnh quý vị cũng thấy đó, nó là một cái thanh xà bông như hồi xưa quý vị, bằng cái thanh như vậy. Cái trụ sở này tại New Zealand nó cung cấp dầu gội cho thú cưng. Thì như muốn nói cho quý vị biết tại sao cái wash bar này nó rất là tốt, tại vì nó tốt có cái thứ nhất á, là dầu gội này được tạo thành một cái hình thanh xà phòng. Điều này giúp bỏ loại cái sự cần thiết để mình sử dụng cái chai dầu, mình không có cần phải cầm cái chai dầu hoặc là tay mình dơ lên, rất là dễ để mà rửa cho những cái con chó của mình. Và thứ hai là nó được những cái vật liệu mà nó làm để mà cái bao bì để mà nó bọc cái xà bông này lại đó thưa quý vị, thì nó sử dụng bằng cái giấy mà tái tạo lại và sử dụng rất là ít, đủ thôi thì nó save được môi trường. Và một cái thanh này á, thì khoảng chừng là 20 ounce. Thì quý vị thấy nó rất là kinh tế và nó save môi trường. Và cái cuối cùng dầu gội này, đó là cái quan trọng thưa quý vị, là thành phần làm hoàn toàn từ tự nhiên. Tất nhiên là cái nhiên liệu này tốt hơn cho những cái con chó cưng của bạn. Và đó có thể là save môi trường nè, và nó tránh tốc độ, nó làm cho lông của những con chó rất là mềm mại, không bị rụng. Như quý vị cũng biết thì những cái thanh mà nó có nhiều, những cái xà bông mà nó có nhiều chemical quá đó thưa quý vị, thì nó làm cho chó rụng lông rất là nhiều. Và wash bar này đã được làm thành từ thành phần tự nhiên. Điều này bao gồm lá trà nè, rồi những cây trà, chanh và Manuka là một trong những cái vật liệu, cái cây để cung cấp rất là tốt để mà làm trong cái xà bông này, và làm cho cái lông chó rất là tự nhiên, mềm mại, sạch sẽ. Và Manuka bar là một loại dầu gội wash bar luôn, đó là một cái dầu gội cùng với cái hiệu này luôn, wash bar hoặc là Manuka bar thưa quý vị. Nó đều là thành phần dầu tự nhiên và nó có rất là nhiều chất như là dầu niêm nè, dầu chanh nè, và nó làm cho cái da không bị khô, lông thì mềm mại và nó không bị dị ứng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền đã đưa đến cái thông tin về cái loại xà bông này. Em nuôi động vật, em nuôi thú vật chứ em không có nuôi súc vật. Đôi lúc mà tiếng Việt của mình không phú quá, cái chữ mà thú cưng, động vật, thú vật với súc vật. Quý vị thông cảm cho chị Như Huyền, nhiều khi mà Lê Thái hay chọc chị mấy cái vấn đề mà chị sử dụng câu từ không thể nào nhớ hết được, đôi lúc không, em cũng quên. Nhiều từ quá vậy. Lê Thái là coi như là khả năng nói của Lê Thái, cái nó khủng khiếp lắm đó, mà Lê Thái đôi lúc Lê Thái còn quên, mà huống hồ chị Như Huyền ha. Nếu mình nói hàng ngày á. Dạ vâng. Nếu mình nói hàng ngày á thì mình dễ nhớ. Mình vẫn miss lại, mình vẫn nói chuyện tiếng Anh với tiếng Việt, thành ra là đôi lúc có những lúc mà Lê Thái và Như Huyền bị lộn thì quý vị thông cảm. Dạ. Kính thưa quý vị, trứng cá hồi là một trong những cái thực phẩm, loại mà thực phẩm vô cùng dinh dưỡng, mà không biết rằng là quý vị có biết hay không. Chị Như Huyền có hay thường ăn trứng cá hồi không? Chị có thích không? Không, cá nhưng không ăn trứng cá hồi được. Tại sao? Tanh, nó có cái mùi ở trong nhà. Cái mùi nó thơm mà chưa nói về loài xong ta ăn. Với vậy thôi quý vị, chứ không đừng đưa đến bản tin về trứng cá hồi mà nói tanh cái là hết dám đưa luôn thưa quý vị. Thực sự thưa quý vị, nói về cái lợi ích của trứng cá hồi thì nó rất là nhiều cái lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và cái thưa quý vị, trứng cá hồi có tên tiếng Anh là salmon egg, và phần cái trứng này được lấy ra khỏi cái bụng cá mà trước khi mà nó đẻ. Trứng cá hồi đó thưa quý vị, nó đặc biệt là nó có một cái màu cam rất là óng ánh và cái thước khoảng từ 5mm cho đến 1cm một quả trứng. Trứng cá hồi nó có nhiều cái chất dinh dưỡng và có thể dùng ăn trực tiếp hoặc là ăn với một số món như chúng ta hay thường sử dụng với lại sushi hoặc là sashimi để mà tăng thêm hương vị. Và nếu mà quý vị nào mà chúng ta đã từng ăn trứng cá hồi rồi, quý vị có biết được cái tác dụng của nó hay không? Tác dụng của trứng cá hồi ngày hôm nay Lê Thái sẽ truyền đến cho quý vị, sẽ đưa đến thông tin cho quý vị. Cái thứ nhất là nó cải thiện sức khỏe của tim mạch. Trứng cá hồi nó có cung cấp axit béo omega 3 tốt cho tim mạch của chúng ta quý vị ơi. Và những cái chất béo này nó có khả năng là chống oxy hóa, chống viêm và có thể cải thiện cái sức khỏe của tim mạch bằng cách là nó giảm những cái yếu tố nguy cơ của bệnh tim, chẳng hạn như là nó làm cho huyết áp của chúng ta tăng hoặc là mức cholesterol ở trong máu của nó tăng. Và tiếp theo đó thì trứng cá hồi nó lại hỗ trợ thị lực của chúng ta. Trong trứng cá hồi nó rất là nhiều vitamin E và tác dụng là chống oxy hóa, bảo vệ lại, chống cho chúng ta bị những cái bệnh giống như là bệnh quáng gà hay là mù vĩnh viễn, hoặc là cân bằng cái hỗ trợ thị lực của chúng ta rất là tốt. Đặc biệt thì trong cái trứng cá hồi thưa quý vị, ngày hôm nay đã thấy đưa đến quý vị là thông tin là nó có giàu cái chất astaxanthin. Đây là một cái chất mà chống oxy hóa tự do thưa quý vị, và nó có đây là cái chất mà nó tạo cái màu cam của trứng cá hồi đó. Và cái việc mà bổ sung cái chất astaxanthin này vào cái chế độ ăn uống cho con người có thể là giúp cơ thể chúng ta chống lại các tác hại của tia UV và bảo vệ gan, chống lại căng thẳng do oxy hóa. Và đặc biệt nếu như mà quý vị nào mà chúng ta ăn trứng cá hồi đó thì nó cũng là cung cấp một cái lượng mà vitamin đáng kể. Quý vị biết trên 100g trứng cá hồi đó thì nó cung cấp đến 29g protein. Và trong cái protein của trứng cá hồi đó nó có chất lượng rất là cao, và ngay cả nó trong đó nó có cái chất axit amin thiết yếu đều có mặt với lại số lượng đầy đủ ở trong từng quả trứng cá hồi. Và trên màn ảnh thì quý vị thấy không, Lê Thái đưa lên hình ảnh cái trứng cá hồi rất là hấp dẫn. Vậy mà chị Như nói nào mà nói tanh. Quý vị cứ ăn qua đi thì thấy mùi, nhưng mà Nhi không có quen đó là nhây thôi quý vị, chứ không phải là biết là thấy tốt ngon. Nhưng mà Nhi sử dụng chất khác, từ vì cá, cái trứng cá nó chỉ có mùi chứ chịu không được. Ngon, trứng cá nó ngon. Quý vị nào muốn ăn trứng cá hồi cam, trứng cá hồi trứng đen, trứng caviar này nọ, những cái loại cá, những loại trứng rất là nổi tiếng á, thì quý vị có thể vào những cái chợ Hàn Quốc, chợ H-Mart, hoặc là chúng ta vào trong những cái restaurant cao cấp thì cũng chúng ta có thể ăn được. Mà trứng cá, cá tầm, trứng cá tầm trắng, trứng cá tầm đen, hoặc là trứng cá hồi, hay những cái loại trứng cá khác mà rất là ngon thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 3 cà phê sáng của Tuần Như Huyền và Lê Thái. Xin quý vị giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Bản tin đầu tiên như muốn đưa cho quý vị tới một cái loại dâu. Quý vị cũng biết rằng là TikTok bây giờ có một cái xu hướng là quý vị hay thấy người ta hay ngâm dâu vô trong mà rửa dâu bằng nước muối đó thưa quý vị, muối sống á.
thì rất là nhiều cái xu hướng này, rất là nhiều, mà cái đó nó có tốt hay không thưa quý vị? Thì bây giờ như hôm nay Nhi mới đưa ra, thì theo những nhà nghiên cứu ở đây trên cái tờ báo mà về dinh dưỡng đồ vậy á, thì họ nói rằng là ngâm dâu tây trong nước muối, thì quý vị thấy trong TikTok khi nó ngâm dâu tây trong nước muối thì những con bọ nè, những con sâu nè nó bò ra hết, mà phải ngâm at least cũng phải 20 phút đó thưa quý vị. Rồi những con dung trắng nhỏ nhện, rồi những con ve rồi nó bò ra, thì cái đó có hiệu quả hay không quý vị cũng thấy rằng là người ta nhìn vậy đôi lúc là trên TikTok hay gì á thì người ta sẽ làm sửa đổi, nhưng mà thiệt ra những nhà nghiên cứu này họ đã làm nghiên cứu và quan sát rõ ràng, họ để một cái chậu dâu ở bên á là không có muối, còn một bên dâu á là ngâm với nước á mà có muối ở trong, thì khoảng chừng 20 phút trở lên. Lần đầu thì không có thấy con gì nó đi ra, cả hai bên đều giống nhau, nhưng mà 20 phút sau họ thấy những con nhện đi ra, những con sâu đi ra ở trong cái lỗ của trái dâu đó thưa quý vị, đi ra rất là nhiều. Rồi những cái con bọ chét nè, rồi ruồi nè, rồi giấm nhện, rồi nó đi ra rất là nhiều, mà sau 20 phút nó bò ra, còn cái bên mà rửa bằng nước bình thường thì nó không có ra thưa quý vị. Nằm trong đó. Lê Thái, cái gì nếu mà như vậy mình mà không rửa bằng muối thì té ra là mình ăn những cái con bọ đó mỗi ngày đó thưa quý vị. Thì quý vị nhớ rửa, mà những cái con trong này ở cái này như không có mở ra được, thì cái người mà họ nghiên cứu này họ đã đưa ra rất là rõ ràng rồi. Thì đây những trong cái kẽ lá này, rồi trong cái mấy cái khe khe của trái dâu đó thưa quý vị, thì có rất nhiều là sâu bọ trong đó. Nên quý vị rửa dâu, không phải dâu không, mà tất cả những loại trái cây trong muối mà quý vị sử dụng, muối sống ở nhà thường thường mình như nấu đồ ăn á thưa hàm quý vị, như rửa bằng rau và loãng thôi nên nó dập hết trái cây thưa quý vị, để lâu quá mà 20 phút nó cũng dập. Như rửa rau, tất cả rau sống mà như ăn sống là như đều rửa bằng nước muối sống ấy thưa quý vị, mà những cái sâu nó đi ra mà nó rửa những cái chất mà chemical ở trong đó rất là nhiều nữa, nên rửa rau, rửa dâu bằng muối sống rất là hiệu quả thưa quý vị. Cảm ơn chị Như Huyền. Và khi mà nói đến cái này là về là rửa dâu riêng liền bằng nước muối luôn. Thật sự là Lê Thái thì có thói quen là làm đồ ăn á, thì Lê Thái hay rửa đồ ăn bằng nước muối đa số. Và riêng trái dâu thì sometimes khi mà xiên á thì rửa bằng nước muối. Khi mà không có xiên á thì lại chỉ là rửa bằng nước bình thường thôi. Lâu nay ăn mấy con bọ đó nhiều lắm goodness. Đó. Coi như là nguyên khoảng thời gian của vừa qua coi như cơ thể em rất là nhiều những cái con vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Nói nghe ớn quá quý vị. À quý vị nhớ nha, thông tin ngày hôm nay xong rồi quý vị, về mà có mùi trái cây hay là nhất là trái mà strawberry thì chúng ta nên rửa bằng nước muối, nước pha loãng. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, các nhà khoa học người ta nói rằng là chúng ta uống cà phê thì nó rất là tốt cho hệ tim mạch, nhưng mà chúng ta uống như thế nào để mà các cà phê nó có ích lợi cho cơ thể của chúng ta cũng như là nó kéo dài tuổi thọ. Và ngày hôm nay thì một cái nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học tên là Annals of Internal Medicine vừa được nghiên cứu, nó tác động đến cái nguy cơ tử vong trong 7 năm đối với những người uống cà phê theo những kiểu khác nhau thưa quý vị, và số ly khác nhau trong một ngày. Và theo The Medical Science, nghiên cứu từ trường Đại học Johns Hopkins của Mỹ thì cho thấy rằng là nếu như chúng ta uống bất kỳ cái lượng cà phê rang xay nào không đường, giúp chúng ta có thể giảm nguy cơ tử vong trung bình từ 16-21% nha quý vị. Và nếu chúng ta chịu khó uống trong mức tà 2.5-4.5 ly mỗi ngày thì mức giảm tử vong là 29%. Trong khi đó thì chúng ta uống 1.5 ly cà phê cho đến 3.5 ly cà phê có đường mỗi ngày sẽ đem đến nguy cơ tử vong gấp 29-31 lần bình thường. Và đây là những cái nghiên cứu của những người khảo sát, người ta chỉ bỏ ra là khoảng là một muỗng đường vào tách cà phê thôi, và hiệu quả là ít rõ ràng hơn những người dùng chất ngọt nhân tạo. Và cái hiệu quả giảm nguy cơ tử vong cũng được tìm thấy rất là rõ rệt ở cà phê hòa tan hay là cà phê rang xay xay sẵn và cà phê không caffeine. Và theo tờ The Guardian của Hoa Kỳ thì đi đến kết quả trên thì những nhà khoa học người ta đã theo dõi từ hơn 171.000 người được thu thập dữ liệu bởi ngân hàng sinh học Biobank của nước Anh trong vòng 7 năm qua là 3.177 người đã tử vong trong thời gian theo dõi, và họ gồm những người trưởng thành và trẻ em 10 tuổi trở lên và không mắc bệnh tim mạch, ung thư hay là tiểu đường gì cả, và được theo dõi sức khỏe, tham gia trả lời bản câu hỏi về chế độ ăn uống và các hành vi sức khỏe của những người này thưa quý vị.
Và đây là những cái theo dõi mà tất cả các nhà khoa học người ta đưa lên những cái nghiên cứu là những người mà uống cà phê không bỏ đường trong suốt thời gian qua là không bị mắc một căn bệnh gì cả liên quan đến tim mạch, là ung thư hoặc là huyết áp. Và đây là một trong những cái khuyến cáo mà tất cả các nhà khoa học cũng như là bác sĩ người ta nói rằng là chúng ta nên dùng cà phê kèm, không nên dùng cà phê kèm với quá nhiều đường, hoặc là chúng ta đổ sữa đặc vào, hoặc là chúng ta dùng chung với kem hoặc là cream này nọ, thì nó sẽ làm cho chúng ta trở nên là chúng ta mắc nguy cơ tử vong cao gấp từ 21 cho đến 26 lần wow. người bình thường. Và một cái nghiên cứu thấy là một lượng lớn cà phê dùng hàng ngày tốt nhất là chúng ta dùng dưới 6 ly thưa quý vị, và không cần bỏ đường nha, thì nó có thể là có ích lợi cho hệ tim mạch, gan, thận và ngăn ngừa ung thư, thúc đẩy quá trình chuyển hóa và tốt cho tinh thần và cân nặng lẫn sức khỏe tình dục của đàn ông và lẫn phụ nữ. Và ngày hôm nay Lê Thái và Như Huyền đưa đến quý vị một cái thông tin cũng rất là bổ ích ha. Rất là bổ ích. Em là người thích uống cà phê. Dạ, thì những ai mà thích uống cà phê thì đây rồi. Với điều kiện là không đường nha, không đường nha. Dạ, chứ uống cà phê mà có đường á thì cũng nó đảo ngược lại. Nó đảo ngược lại cái tình huống, có nghĩa là khi mà chúng ta uống có đường á thì nó sẽ nguy cơ cao tử vong cao gấp 26%. Dạ. Nhưng mà chúng ta uống cà phê không đường thì lại giảm nguy cơ đến 26%. Và là uống đắng thôi quý vị, mà Nhi thì uống đắng thì Nhi uống không được thì tôi thay Nhi như không có uống luôn. Dạ. Uống rượu thôi. Chọc chị Như Lê Thái nói. Quá chọc. Quá chọc lắm quý vị, sáng sớm là đã chọc rồi. Cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là bản tin về trứng. Thưa quý vị cũng biết rằng là trứng là cái một trong những cái món ăn mà không thể thiếu hàng ngày của mình được. Mình có thể ăn trưa, mình có thể ăn breakfast, hoặc là mình vô nhà hàng mình ăn trứng sunrise hoặc là ốp la, đủ thứ loại trứng hết, là trứng làm đủ thứ nhiều việc. Nhưng mà một trong những cái câu hỏi là mình có nên ăn trứng sống hay không. Thưa quý vị cũng thấy là người ta sử dụng làm trứng sống rất là nhiều, làm mezzanine này, rồi làm cà phê, nhiều lúc làm cà phê trứng, rồi đủ thứ trứng hết thưa quý vị. Hoặc là ăn sunrise, tiếng Anh vô trong nhà hàng Mỹ thì nó gọi là sunrise, cái món ăn mình đưa ra, còn tiếng Việt mình gọi là trứng ốp là đó thưa quý vị. Thì có nên ăn trứng sống hay không, thì theo Trung tâm Kiểm soát của Phòng ngừa dịch bệnh CDC khuyến cáo là không nên ăn trứng sống, từ vì nó dẫn đến những cái bệnh rất là nghiêm trọng, vì trứng có thể mang salmonella là một loại vi khuẩn ngộ độc cho thực phẩm, và trứng có thể bị nhiễm khuẩn rất là dễ. Từ khi nó đẻ ra nó đã bị nhiễm khuẩn, nó có thể là nhiễm khuẩn từ phân gia cầm hoặc là từ những cái loại khác ở bên ngoài thưa quý vị. Và điều tương tự cũng xảy ra với là lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng nó cũng sống, nó thường thường hay làm món tráng miệng, mình lấy lòng trắng trứng để làm những cái món dessert, là cái món tráng miệng, hoặc là người Mỹ hay sử dụng làm cái đó lắm thưa quý vị, làm whipped cream đồ vậy đó. Nhưng mà trừ khi được tiệt trùng mà thôi, nhưng mà nếu ăn sống thì cũng không có tốt. Nó y chang, nó cũng có một cái vi khuẩn gọi là salmonella, cũng giống như lòng đỏ như vậy, nhưng mà khi ngộ độc thì nó trở nên rất là nghiêm trọng, nhất là bị tiêu chảy, nôn mửa, đau đầu, có lúc mà dẫn đến chết luôn thưa quý vị. Và nó cũng không có hệ thống miễn dịch và tổn thương đến những người, nhất là những ai mà có mang thai và có bầu thì xảy ra rất là nhiều những cái mẹo để mà an toàn, làm an toàn. Và khi mình sử dụng trứng đó thưa quý vị, là luôn rửa tay khi chạm vào trứng sống. Khi mà quý vị chạm vào trứng sống rồi thì phải đi rửa tay thì mới làm việc khác được, và rửa bất kỳ vật dụng nào trong bếp mà tiếp xúc với là trứng. Và khi mà quý vị lấy trứng ra ăn á, thì lấy từ trong tủ lạnh ra thì quý vị nhớ là ăn liền chứ đừng có để đó. Từ vì mình để lâu á thì bắt đầu con vi khuẩn nó sẽ nhập vào trứng. Như hồi đó Di với Lê Thái cũng có nói rằng á, là khi quý vị mà để trứng lâu ra, từ vì ở Mỹ mình họ để trứng trong tủ lạnh là để vi khuẩn nó khỏi vô, họ đã rửa hết những cái chất mà bảo toàn cái trứng ở trong rồi. Chính vì vậy nếu quý vị để ra ngoài mà hơi lâu, mà để khoảng chừng 2 hoặc 3 tiếng, ồ để đó đi rồi sau này mình mới nấu, thì con vi khuẩn nó rất là vô, thì dục đi quý vị, đừng có nấu nữa nếu mà ra ngoài khỏi tủ lạnh. Và làm lạnh trứng ngay lập tức và dẫn chúng ở khoảng 40 độ áp hoặc là lạnh hơn nữa thưa quý vị. Và không bao giờ sử dụng trứng nứt, là quý vị thấy trứng nào mà nứt rồi thì nên dục đi, thà là dục còn hơn là mình ăn vô mình bị bệnh. Dạ vâng, mà nói đến cái trứng mà nếu như mà dạng mà ốp la như thế này mà để không ăn thì hiểu. Tại vì ốp la là một trong những cái món ăn mà không phải là của người Việt Nam mình thích không, mà dân Mỹ, dân châu Âu người ta cũng rất là thích. Dạ, sunrise. Nó ngon mà đúng không chị? Ngon chứ. Ngon, nhưng mà tại vì em cái chốt ở trong á ha. Nhưng mà người ta lại bảo khuyến cáo mình không nên ăn, từ vì nó vẫn còn sống ở trong. Nhưng mà em thắc mắc một điều á, là tại sao mà tất cả các nhà, các vận động viên, các những cái người mà giống như là
trong thể thao, giống như là vận động viên thể hình chẳng hạn, những người đó, những lực sĩ thể hình đó, người ta lại ăn những cái quả trứng gà mà lòng đỏ trứng sống không, người ta ăn rất là nhiều. Một lần người ta nốc một cái ly, thưa quý vị, mười mấy đến 20 cái trứng đó, và nó làm cho người ta tạo cái muscle protein rất là nhiều cho cơ thể. Mà không biết là vấn đề đó nó có work hay không, tại vì mình không phải nằm trong chuyên môn đó, nhưng mà em thấy đây là cũng là một cái thông tin rất là hữu ích. Quý vị nào mà chúng ta thích ăn trứng sống thì chúng ta nên giảm hoặc là ăn cái trứng nào còn mới, đúng không chị? Đúng rồi, mà đôi lúc người ta cũng nói là những cái người đó họ có trainer thì những cái trứng họ đã được tiệt trùng rồi. Họ dùng cái cách đó để tiệt trùng những con vi trùng ở trong trứng trước khi mà họ ăn sống. Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cà phê sáng cuối tuần ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Một lần nữa thì Nhiều và Lê Thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và tiếp tục ủng hộ cũng như dành những lời comment, nhận xét, đóng góp ý kiến của quý vị dành cho chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Nhiều và Lê Thái. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ. Nhi Huyền với Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào tuần sau.